Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần. Một cái bản tin rất là quen thuộc đối với cộng đồng nhà đầu tư trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Thế thì đầu tiên thì chúng ta sẽ bản tin như thường lệ thì chúng ta sẽ có 3 phần sẽ view lại toàn bộ thị trường trong tuần vừa qua. Sau đó Hùng Lê sẽ cùng với tất cả anh chị em chúng ta sẽ đi phân tích lại một số các nhóm ngành và sau đó sẽ có một vài cái dự báo về xu hướng thị trường trong tuần mới. Thế thì hiện tại thì Hùng Lê vẫn thấy rằng là cái lượng view đã đạt khoảng 17 đến 18 lượt nghìn view một cái bản tin. Tuy nhiên cái lượng đăng ký kênh hiện tại là bây giờ 8.089, tức là như vậy là còn một số các anh chị mà đã về đồng hành với kênh chứng khoán Tiến Binh trên từng con sóng nhưng mà chúng ta chưa đăng ký kênh. Thì là Hùng Lê đã hướng dẫn các anh chị rồi, một là chúng ta sẽ ở đây nó có cái biểu tượng, khi mà các anh chị vào kênh thì sẽ có biểu tượng ở đây, có một chữ đăng ký ở đây. Và sau khi đăng ký xong thì các anh chị vui lòng bật cái nút chuông, tức là nó có hai tai ở đây để khi Hùng Lê có bản tin phân tích thì nó sẽ ở YouTube nó sẽ báo với các anh chị, hoặc nếu không thì chúng ta sẽ bấm vào đây, tức là link đăng ký kênh YouTube thì các anh chị bấm vào đây và sau đó thì nó sẽ hiện ra một cái link và nó sẽ hỏi là các anh chị có đăng ký kênh hay không, thì chúng ta sẽ bấm vào kênh đăng ký. Thì đấy là cái cách để chúng ta đăng ký kênh để làm sao khi mà Hùng Lê có những cái phân tích định lượng về thị trường thì chúng ta sẽ có được những cái thông báo mới nhất của YouTube. Thì trong bản tin video số 100 thì Hùng Lê đã có phân tích định lượng thị trường tuần từ ngày 20 đến ngày 20 24 Bạn có theo dõi tin 20 đến ngày 24 tin tức thì chưa? Tựa đề của video thì chúng ta thấy rằng là Hùng Lê đã có những cái phân tích dự báo về việc là VN Index của chúng ta có thể tiệm cận về vùng 800 và mạnh hơn sẽ là 820, và Hùng Lê có ghi ở đây một cái chữ cũng nôm na nó rất là vui, nó là trận đánh cuối cùng. Thì ở bên dưới dòng comment thì một số các anh chị có hỏi Hùng Lê là thế trận đánh cuối cùng thì nó có nghĩa như thế nào, tức là thị trường sắp sập hay sắp chỉnh hay là như thế nào đó. Thì trong thì cái việc mà cái trận đánh cuối cùng thì Hùng Lê nói nôm na nó rất là dân dã như vậy, nhưng mà nó được 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 cụ thể hóa bằng một cái bản tin, đó là bản tin tuần, tức là sau khi mà Hùng Lê phân tích trên team YouTube YouTube xong thì Hùng Lê thường có một cái view, đó là view từ tuần 20 đến 24 tháng 4. Thì trong cái view này thì Hùng Lê cũng đã có những cái định hướng. Đó là VN có thể cán mốc 800 và mạnh hơn sẽ là vùng 800 đến vùng 825, thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật, bởi vì cái việc cập nhật về sóng thị trường thì chúng ta sẽ phải theo hàng ngày. Và hợp đồng phái sinh VN 30F1M thì cũng lên dự kiến là sọc về vùng, tức là đội đội sọc sẽ về vùng 700, tức là đánh từ vùng 718 về vùng 700, và sau đó thì Hùng Lê sẽ tiếp tục quan sát cái cung cầu ở vùng 700 để chúng ta đưa ra các cái định lượng về 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 cơ sở. Và Hùng Lê có đề cập đến cái chỉ số VN30. Sau đó thì các cái nhóm ngành thì Hùng Lê đã phân tích ở trên room, và nôm na được hiểu là Hùng Lê có viết hoa và nhấn mạnh ở chỗ này, đó là xét về tổng thể về mặt kỹ thuật thì thị trường bắt đầu đi vào vùng quá mua, và quá mua thì như thế nào thì về thuần về phân tích kỹ thuật thì các anh chị của chúng ta cũng sẽ hiểu rồi. Khỏe thì đi tiếp được một tuần nữa, yếu thì bắt đầu đi ngang và phân phối. Và hiện tại Hùng Lê đánh giá thì tuần tới thì vẫn có thể cày cuốc được và thiên về chủ đạo để chúng ta canh chốt lời và hiện thực hóa lợi nhuận. Thì đấy là những cái ý mà Hùng Lê nói nó khá là cô đọng, khá là chi tiết. Bởi vì khi mà Hùng Lê phân tích ở VN Index của chúng ta ở vùng 780 thì chúng ta đã thấy rằng về đến cái vùng đó thì VN Index của chúng ta đã bắt đầu đi vào vùng quá mua. Và trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là đối với VN Index trong tuần vừa qua, đối với VN Index trong tuần vừa qua thì trong tuần vừa qua thì Hùng sẽ đánh dấu lại đây, cái chỗ điểm xanh này chính là cái bản tin mà Hùng ra bản tin video số 99 100. Thì trong tuần vừa qua thì cái điểm cao nhất mà VN Index đạt được đó là phiên ngày thứ hai luôn, tức là đạt được là 777 điểm, 707 gần 778 điểm, tức là cách cái vùng 200, cách vùng 800 khoảng 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 2 điểm nữa thì sẽ đạt được cái mốc vùng 800. Và chúng ta thấy rằng cái vùng này chính là cái vùng mà quá bán, tức là
quá mua, tức là cái vùng này là gần như là tâm lý đa số phần nhà đầu tư là canh để chốt lời, và chúng ta thấy rằng là hai cái cây vôn của ngày thứ hai và ngày thứ ba là hai cái cây vôn chốt rất là mạnh. Thì tí nữa cũng sẽ nói diễn biến chi tiết của VN Index trong tuần vừa rồi và trong diễn biến ở trong cái phiên này đó. Và khi thị trường của chúng ta đã có đi vào những cái vùng quá mua như vậy, thì rõ ràng một cái điều là chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua thì cái việc mà chúng ta tìm kiếm lợi nhuận ở trên thị trường nó cũng khá là khó khăn, khá là khó khăn. Thì sau khi mùng lê ra bản tin này xong thì chúng ta tiếp tục là đến cái phiên ngày thứ hai, thì đây 740 đến 750. Thì khi mà lên đến cái ngày thứ hai, đó là cái ngày mà thị trường đạt được cái mốc cao nhất là 777 điểm, thì đến ngày thứ ba là VN Index của chúng ta tiếp tục bị đạp rất là mạnh, bị đạp rất là mạnh, nó bị đạp rất là mạnh. Và khi đó thì Hùng Lê cũng đã đưa ra trong ngày 2 ngày trước đây, bởi vì trong trong một trong 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 một một tuần thì có rất nhiều những cái bản tin, thì Hùng chỉ list lại một tí về trong những cái kịch bản mà chúng ta đã phân tích thôi, và để chúng ta đưa đưa ra được những cái điểm mà những cái điểm mà đây. Ở trong cái lúc mà khoảng 9:28 phút của ngày thứ ba, thì lúc đó ngày thứ tư xin lỗi cả nhà, ngày thứ tư đây, ở ngày thứ tư thì khi đó là trong phiên sáng VN Index bị đạp, tức là nếu mà chúng ta bán là chúng ta phải bán chốt từ phiên thứ ba, còn đến lúc mà bắt đầu sang phiên ngày thứ tư thì lúc đó là 9:28 phút, 9:28 phút thì Hùng Lê có những cái phân tích định lượng ngay cho các anh chị, đó là tại cái thời điểm đó thì chúng ta phải cần hết sức là bình tĩnh, bởi vì khi mà thị trường đã bị đạp đạp nhanh, tức là đạp nhanh thì các cái mã cổ phiếu nó sẽ về rất là nhanh, rất nhanh về vùng hỗ trợ, tức là khi đó thì VN đã chạm vùng 750 điểm, và Hùng Lê dự báo là vùng 740 đến vùng 750 điểm thì cái đà rơi của về đến cái vùng này thì đà rơi của thị trường sẽ cầm lại và thị trường sẽ đi vào trạng thái cân bằng cung cầu. Và khi đó thì phái sinh chạm vùng 660 điểm thì cầu long có thể quay lại vùng này và hỗ trợ tốt hơn cho nhà đầu tư tại cái thị trường cơ sở. Lúc đó là 9:28 phút. Đó, bởi vì lúc đó ông nhận thấy là thị trường đã bắt đầu đi vào những vùng view lại các cái nhóm ngành, thì ông thấy là ở khi mà thị trường về đến cái vùng cân bằng ở vùng 740 đến 750 thì gần như các cái mã cổ phiếu người đã đạp rất là nhanh, chỉ trong 2 phiên thôi là gần như đã đạp về đến vùng hỗ trợ rồi, thì tại vùng đó là chúng ta không bán nữa. Và chúng ta thấy rằng là trong phiên ngày thứ tư đó, thì khi mà phái sinh chạm về vùng 660 đây, chạm về vùng 60 thì Hùng Lê quan sát thấy ở trong phiên là tại cái thời điểm đó thì cái vùng 660 cũng là cái vùng hỗ trợ rất là mạnh của phái sinh, thì Hùng dự báo là từ cái vùng 660 này thì phái sinh có thể kéo kéo ngược lên, tức là sẽ long trở lại để ủng hộ cho thị trường cơ sở, cho nên tại cái thời điểm đó là chúng ta dừng lại và chúng ta không bán nữa. Đó, chúng ta bán là bán về trước đó, và sau đó thì có những cái phân tích tiếp theo, nói chung là như vậy. Rất rất là nhiều trên đó. Thì trong tuần vừa qua thì nó chỉ mấu chốt vấn đề nó chỉ nằm ở cái phiên bản lề, đấy là cái phiên ngày thứ tư. Đó, phiên ngày thứ tư, và chính cái phiên này là rất nhiều những nhà đầu tư đã dao động và có hỏi chat liên tục, hỏi ông Lê là có bán hay không, thì ông Lê bảo là bây giờ cứ từ từ, và cái tọa độ mà chúng ta phân tích định lượng thì khả năng là về đến vùng 740 đến 750 thì thị trường của chúng ta sẽ ngừng rơi tại đó. Còn đối với chỉ số VN30, VN30 thì trong tuần vừa rồi thì cũng có dự báo, tức là trong trùng với cái nhịp mà VN kéo chạm vùng 800 thì có thể cái chỉ số VN30 đạt được ở khoảng 750, và trên thực tế thì trong phiên ngày 20 tháng 4 thì đạt được khoảng tầm 742 điểm, tức là cách cái vùng dự báo của Hùng Lê khoảng tầm 8 điểm nữa thì đạt được đó. Và sau đó thì chỉ số này chạm đã chỉnh giảm, và đúng cái phiên ngày thứ tư cũng là cái phiên mà khi đó thì VN30 đã rơi rất là sâu và chạm về cái vùng, thực ra nếu như trong phiên này nếu VN30 mà rút xuống một tí nữa thì rất là đẹp, tức là rút xuống khoảng vùng 7.685 điểm và sau đó rút chân lên, thì cái vùng 685 điểm này cũng là cái vùng hỗ trợ của VN30, thì cơ bản là khi chạm hỗ trợ, tức là các cổ phiếu về vùng hỗ trợ thì sẽ hút lên, và tí nữa thì Hùng Lê sẽ đi phân tích chi tiết kịch bản VN Index tuần.
Còn nhìn ở trên xu thế tổng thể về chỉ số Dow Jones thì khả năng là sang tuần tới thì Dow Jones vẫn lình xình đi ngang và cơ bản là có khả năng là test lại ở khoảng vùng 22.000 điểm. Dow Jones Field cũng như vậy, Dow Jones Field thì khả năng test lại vùng 22.500 điểm và chỉ số Hang Seng thì cơ bản là đi lên từ vùng 23.400 điểm. Nikkei 25 thì cũng sẽ có những cái điểm test lại ở khoảng vùng 18.600 điểm. Chỉ số Shanghai thì có một cái vùng hỗ trợ ở đây. Tức là về cơ bản thì thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường chứng khoán châu Á thì sang tuần tới thì cái trạng thái nó cũng chưa thực sự là mạnh và cơ bản là đi ngang và tích lũy. Đó thì đấy là chúng ta vừa mới đảo qua một số cái tình hình chung về thị trường và bây giờ thì Hùng Lê cùng với tất cả anh chị em chúng ta sẽ đi phân tích nhanh về tình hình thị trường và về một số cái mã cổ phiếu. Đối với VIX chúng ta có một cái nền hỗ trợ ở đây khoảng nền 90, đó là cái nền hỗ trợ trong ngắn hạn và trong tuần vừa qua thì khi mà VIX không break được cái vùng 100 thì sẽ có xu hướng trả nền và những cái điểm trả nền hiện tại thì VIX đã trả về nền phiên sâu nhất ở trong phiên ngày 22 tháng 4 và hiện tại thì đang xu thế đi ngang và với những cái tín hiệu hiện tại thì gần như là cầu đang rất là thấp thì VIX sẽ có những cái tín hiệu đi ngang và kỳ vọng là VIX sẽ không gãy vùng 90. Nếu gãy 90 thì nó lại đi đi sang một cái kịch bản khác rồi. Còn cơ bản là theo ý theo 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 như những cái quan sát của ông Lê thì tạo lập sẽ giữ VIX ở khoảng vùng 92, loanh quanh vùng 90 92 này và sau đó thì sẽ có những cái nhịp đánh lại khoảng vùng 100. Đó, thì cái vùng 100 hiện tại vẫn đang là cái vùng kháng cự của cổ phiếu VIX, còn đầu tư thì cũng không khuyến nghị đầu tư mã cổ phiếu này. Đối với Vinhome, Vinhome thì Hùng dự báo cái gọi là cái điểm mà target ở vùng 70 thì đã đạt được và sau vùng 70 thì Vinhome sẽ chỉnh lại khoảng vùng 65. Chỉnh lại vùng 65 không gãy thì Vinhome lại có những cái điểm tích lũy nền ở vùng 65 và sau đó thì lại đánh lại tiếp ở vùng 70 và vượt thoát vùng 70 với tín hiệu xác nhận, tức là ví dụ như là sẽ có cái phiên đó sẽ có cái kết quả khớp lệnh khoảng tầm độ 3 triệu cổ 2 đến 3 triệu cổ phiếu, 2 triệu rưỡi đến khoảng tầm 3 triệu cổ phiếu thì như vậy là cái tín hiệu của Vinhome như vậy là cái tín hiệu của Vinhome sẽ rất là ok và như vậy thì với cái tín hiệu kỹ thuật đó xảy ra thì Vinhome có thể đánh chạm trả về lại vùng 90. Với hôm nay thì Vinhome có một phiên đẩy bán mạnh, tuy nhiên là sau đẩy bán mạnh thì Vinhome cũng đã chạm vùng 65, tức là cái vùng hỗ trợ mà lên phân tích ở đây. Thì cơ bản là sang tuần thì Vinhome sau một cái phiên phân phối mạnh như này thì tín hiệu kỹ thuật nó sẽ cho chúng ta xác nhận ở phiên thứ hai, tức là nếu phiên thứ hai Vinhome lấy lại khoảng ở vùng giá 66 67 thì như vậy là cái tín hiệu kỹ thuật của Vinhome sẽ tiếp tục ở trong một cái hành trình tích lũy đi ngang để công lại về vùng giá 70. Mã cổ phiếu VRE thì chúng ta đã có phân tích một sóng lên vùng 24 đã đạt được và cái kỳ vọng ở trong cái nhịp cuối cùng vùng lên phân tích đó là kỳ vọng ở vùng 28, trên thực tế thì đạt được ở khoảng vùng 27.2. Thì VRE đi ngang và sau đó tức là về đến đây là cái lực chúng ta nhìn thấy là sau một cái lực đi lên đúng không ạ, thì cổ phiếu sẽ ngừng nghỉ nghỉ chân và sau cái điểm nghỉ chân đó thì cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm trả kỹ thuật. Thì hiện tại là bây giờ Hùng đang quan sát những cái điểm trả kỹ thuật của VRE ở vùng 23 và đối với những cái tài khoản trong team Hùng Lê thì Hùng Lê đang khuyến nghị là sẽ canh nhặt lại ở khoảng vùng 23, thì chúng ta canh ở vùng 23 đối với mã cổ phiếu VRE. Hai phiên gần đây thì cái việc mà cầu thấp như này nó cũng khá là tốt và dòng tiền sau một nhịp trả cung về dòng tiền thì khả năng dòng tiền cũng sẽ tích lũy trở lại và hồi phục lại cùng với cái điểm ở 24 đây. Và mục tiêu thì sẽ từ vùng 23 sẽ lại công lại ở vùng 27.2 và mục tiêu khi vượt được 27.2 thì VRE trong cái nhịp này Hùng Lê vẫn kỳ vọng là VRE sẽ đánh một nhịp chạm vùng 3x. Đây là một mã cổ phiếu mà đáng để đầu tư, các anh chị lưu ý đối với mã cổ phiếu VRE. Những cái mã nào mà Hùng Lê khuyến nghị chúng ta có thể đầu tư được thì chúng ta sẽ xem xét trên những cái gợi ý của Hùng Lê. SAB là một mã cổ phiếu mang tính tạo lập cao, thì sau những cái nhịp Hùng Lê phân tích từ cái vùng 120 thì bây giờ đã chạm đến cái vùng 180. Đó là cái vùng mà xuyên suốt qua các cái bản tin hàng tuần Hùng Lê có phân tích để định lượng đường đi của SAB. Thì về cơ bản SAB sẽ có những nhịp kéo và những nhịp kéo này có thể chạm về khoảng vùng mắc ở khoảng vùng 182 đến vùng 183 và từ cái vùng này thì SAB sẽ có những nhịp trả cung ở đây, nếu như về thuần về kỹ thuật đẹp nhất sẽ là trả về khoảng vùng 160. Thì các anh chị cũng thấy rằng là bản thân ở trong tuần phiên này là đạt target và phiên này thì trả cung luôn.
Đó, nó trả cung luôn ở vùng 160, và sau khi trả vùng 160 không gãy thì tích lũy lại, và nó sẽ có xu hướng là đánh lại cái vùng kháng cự, tức đánh lại vùng 180. Đó, đánh lại vùng 180 xong thì lực cầu mà ổn định trở lại thì SAB có thể kéo thêm một nhịp nữa, tức là kéo về vùng 220. Thì về cơ bản là cái điểm trả cung của SAB ở đây chỉ có một phiên, chính vì vậy nên là chúng ta sẽ cần thêm định lượng, và có thể sang tuần thì sẽ có những cái điểm test cung nữa trước khi mà cổ phiếu SAB có thể tạo lập sẽ tiếp tục kéo SAB, bởi vì là xu hướng thị trường thì sau một cái nhịp đạp ở về vùng 750 trong tuần vừa qua thì rất nhiều những mã cổ phiếu đã chạm về hỗ trợ, và chính vì vậy nên là ngay lập tức là thị trường nó đã bật lại luôn. Vinamilk ngày hôm nay trở thành một cái biểu tượng của cột chống trời, và rất nhiều tài khoản trong team của Hùng Lê có nhặt được Vinamilk và nhặt được ở những vùng hỗ trợ cực kỳ thấp là 95.5 đến vùng 96. Và lý do vì sao lại như vậy thì đây, Vinamilk. Bản thân là khi mà thị trường Vinamilk 95.5. Mình sẽ tìm lại đây. Trong cái bản view trên thị trường 2 ngày thì Hùng Lê đã có những cái phân tích view lại đây, view lại một số các cái mã cổ phiếu về việc là khi mà thị trường bị đạp về vùng 750 thì một số các cái mã cổ phiếu đã chạm đến những cái vùng hỗ trợ. Ví dụ như là hôm nay một số anh chị nhặt được Mansan ở khoảng vùng 55 đến vùng 56, Vinamilk ở khoảng vùng 95 đến vùng 95.5. Nó và thị trường đó đó thì là Vinamilk là chỉnh luôn rất là đẹp, về rơi về đúng cái vùng hỗ trợ 95.5 này, và sau đó thì break. Phiên ngày hôm nay thì phiên chính là cái phiên break của Vinamilk với một cái vol cực lớn ở vùng 3 triệu 6. Thì đây là một cái lực mua nó khá là bất thường. Hiện tại thì Hùng Lê cũng chưa có đánh giá được về mặt cơ bản, còn về mặt kỹ thuật là tín hiệu của Vinamilk như thế là đạt. Và khi đã bứt được nền 100 rồi thì Vinamilk sẽ có xu hướng đánh về vùng 105 đến vùng 110 để ủng hộ xu thế của thị trường. Thì đối với hiện tại là Vinamilk thì cũng là một mã cổ phiếu rất là đẹp, và thậm chí là cái thời điểm mà khi Vinamilk ở vùng 90 thì Hùng Lê cũng đánh giá rằng trong cái giai đoạn hiện tại thì cổ phiếu Vinamilk là một cái mã đẹp. Các anh chị có thể xem lại những bản tin của Hùng Lê tại những cái thời điểm ở vùng ngày 26 tháng 3. VRC. VRC thì hiện tại kịch bản cũng không có gì thay đổi, đó là mục tiêu của VRC sẽ công lại ở vùng 120, và trong tuần vừa qua thì gần như VRC cơ bản đi ngang, và cái tín hiệu thì cũng không thực sự là rõ ràng. Tín hiệu dòng tiền thì đang có xu hướng bị cắm đầu đi xuống, như vậy là có thể là sang tuần tới thì VDC sẽ tiếp tục có những áp lực chỉnh giảm và test lại ở quanh cái vùng đây, vùng nó đang đi ngang ở khoảng quanh vùng 114. Mục tiêu thì không có gì thay đổi, còn các cái điểm mua của VDC thì hiện tại là Hùng Lê cũng không còn khuyến nghị nữa, bởi vì là VDC cũng đã đi được một đoạn, và chỉ khuyến nghị từ cái thời điểm mà VDC chúng ta đánh vượt thoát vùng 100. Chúng ta phân tích luôn mã cổ phiếu HVN. Thì đối với HVN từng mục tiêu một sau khi chạm vùng 25, sau đó thì Hùng Lê có phân tích một nhịp lên vùng 28, chạm vùng 28 thì sẽ chỉnh giảm kỹ thuật lại đâu đó khoảng vùng 20 26, chỉnh giảm kỹ thuật lại khoảng vùng 26, và sau đó thì lại tiếp tục công lại sẽ tiếp tục công lại ở đây, tức là công lại vùng 28 và vượt thoát được cái vùng 28 này thì HVN sẽ có một cái nhịp đánh nữa, đó là nhịp đánh kéo về khoảng vùng giá 32. Ở trên tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng Lê nhìn thấy là cái vùng 28 là cái vùng kháng cự cũng tương đối là mạnh, mặc dù là trong 3 phiên cuối tuần trong những phiên test kỹ thuật lại đây thì HVN đã không cái lượng vol ra là rất là bé. Thì các anh chị đang nếu như chúng ta chưa chốt ở vùng 28 thì các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê ở khoảng vùng 26 ở đây, tức là cái nón Hùng đang vẽ ở đây.
thì cổ phiếu này thứ hai, phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì khả năng là vẫn còn những cái điểm test, và những cái điểm test này không gãy vùng 26 thì lực cầu quay trở lại, có nghĩa là sẽ có một phiên mà khoảng có khoảng tầm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh và kéo kéo vượt thoát HVN, vượt thoát cái vùng ở đây là vùng 28, thì như thế là cái cơ hội để đi về vùng 32 là còn. Ngược lại nếu như cái vùng 26 bị gãy thì HVN sẽ về tích lũy ở những cái nền thấp hơn, thì trong ngày thì Hùng Lê sẽ có những cái cập nhật ở trên team cho các anh chị. BVH, bản thân BVH trong tuần vừa qua thì như thế nào? Trong cái kịch bản mà phân tích thì chúng ta đang chờ đợi một cái target của BVH ở khoảng vùng 50, vùng 50. Tuy nhiên là cũng chưa đạt được đến vùng 50, gần đến vùng 50 thì cổ phiếu này tiếp tục lình xình đi ngang ở quanh biên khoảng vùng 47, 46. Thì về cơ bản với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của BVH thì nó cũng 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 chưa rõ khi mà tín hiệu MACD thì đang có những cái thu hẹp nhất định, và về cơ bản thì chúng ta sẽ nhìn ở khoảng cái vùng giá 45.5 ở đây. Nếu như BVH không gãy ở vùng 45.5 thì cái cơ hội mà BVH sẽ tiếp tục kéo lại về cái vùng 50 này nó sẽ còn. Ở tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì BVH chưa thể tăng mạnh được và vẫn một cái xu thế là lình xình tích lũy đi ngang thôi, sau một cái chu trình giảm dài từ vùng giá khoảng vùng giá 100. Manchan là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê rất là yêu thích và MSN, và liên tục là khuyến nghị các anh chị của chúng ta tham gia đầu tư, bởi vì Manchan nó có thiên thời địa lợi nhân hòa. Từ những cái vùng tích lũy 48-50 và sau đó thì cái mục tiêu mà đầu tiên của chúng ta thì Manchan đã hoàn thành ở vùng giá 60-61. Khi mà hoàn thành vùng giá 60-61 rồi thì Hùng Lê tiếp tục dò tìm một cái vùng chỉnh ở đây khoảng vùng 55 đến vùng 56. Đó, vùng 55 đây, Manchan ở khoảng vùng 55 đến vùng 56 cách đây 2 ngày. Cách đây 2 ngày để cho chúng ta cũng thấy rằng đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái vùng này đó chính là những cái vùng mà hỗ trợ rất là đẹp của Manchan. Và khi về đến vùng này thì Manchan lại có xu hướng kéo lên, và đây cũng là một cái vùng để cho chúng ta có thể mua, để chúng ta có thể đầu tư Manchan ở một cái góc độ trung hạn được. Bởi vì Manchan gần như là cũng đã giảm một cái nhịp rất là kịch liệt rồi, từ vùng 120 và bây giờ đâu đó còn thấp nhất ở vùng 50 và bây giờ đang ở vùng 60, thì như vậy là cũng mất 50% thị giá về doanh nghiệp rồi. Với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Manchan sang tuần thì khả năng là sẽ đánh lại, sẽ đánh đánh chạm lại, thì nó cũng giống như Vinamilk đó, nó phải đánh chạm lại cái vùng ở đây là vùng 61 đã, và nó có vượt thoát được vùng 61 hay không thì chúng ta sẽ chờ đó. Nó có một cái cây nến xanh ngồi giống như Vinamilk, hôm nay là cây nến xanh nó ngồi ngồi lên ở trên cái vùng kháng cự này thì xu hướng sẽ được tiếp diễn đó. Và phân tích kỹ thuật là gì? Chúng ta sử dụng những dữ liệu ở trong quá khứ để chúng ta định lượng một cái con số ở trong tương lai, và chính vì định lượng một con số trong tương lai nên là nó sẽ có cái sự xác suất ở trong đó. Đó, không ai có thể dự đoán đúng được 100%, nhưng mà nó cơ bản là chúng ta có những cái phân tích định lượng thì chúng ta sẽ dự báo được khoảng 70%. MWG, MWG thì kịch bản cũng không có gì thay đổi. Cái vùng hỗ trợ của MWG đây 76, và trong tuần thì đã có những cái điểm test gần về vùng 76 và sau đó thì hồi phục đi lên. Cơ bản mục tiêu 90, và sau khi mà đạt được 90 rồi thì Hùng Lê sẽ tiếp tục có những cái phân tích tiếp theo để xem là cổ phiếu này có đạt được lên ở vùng 99 đến 100 hay không. Thì đầu tiên chúng ta đang chờ ở vùng này đã, những cái điểm mua đẹp nhất đó là những điểm mua gần vùng 76, còn lưng chừng ở đây thì bây giờ chúng ta không mua nữa. Phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì MWG có thể trả lại về vùng 80, và chúng ta nên quan sát kỹ ở cái điểm 80 đây. Cái điểm 80 này rất là quan trọng. Nếu như cái điểm 80 này không bị gãy thì như vậy là cái cơ hội mà để cho MWG đi về vùng 90 nó vẫn còn. PNG, PNG là một cái bộ đi cùng với cả Manchan. Và đây là hai mã cổ phiếu của Hùng Lê trong team Hùng Lê khuyến nghị để đầu tư. Thì PNG sau khi mà hoàn thành cái vùng mà chúng ta phân tích ở đây là đâu đó ở khoảng vùng 55, sau tiếp theo đó là vùng 60. Thì cả hai vùng này đều đã hoàn thành, và cơ bản khi chạm vùng 60 rồi thì PNG sẽ có những cái điểm chỉnh giảm lại. Chỉnh giảm lại về mặt kỹ thuật đó là sẽ về vùng hỗ trợ 55, và sau đó thì PNG sẽ công lại vùng 60. Công lại vùng 60, vượt thoát được vùng 60 thì chúng ta sẽ tiếp tục có cái target tiếp theo của PNG ở khoảng vùng 65. Về xu thế hiện tại, về cơ bản về PNG thì cũng đánh giá rằng PNG vẫn còn động lực để còn một nhịp
tăng nữa, tức là đây chỉ là một cái nhịp kéo và những cái điểm trả cung về mặt test kỹ thuật ở đây thì nó sẽ sớm hoàn thành, và hiện tại là P&G đang men theo, tức là men theo cái vùng biên 60 này, và chúng ta sẽ kỳ vọng là tuần mới thì P&G có thể đánh vượt thoát vùng 60, và khi P&G vượt thoát vùng 60 thì P&G sẽ đi rất là thoát về những cái vùng target 65 đến vùng 75 80 ở trên này, thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật. Cổ phiếu nhựa Bình Minh BMP. Bản thân nhựa Bình Minh thì chúng ta cũng đã có những cái phân tích rất là sát đó, và trong cái kịch bản phân tích mà sát nhất ở cuối cùng đó là gì? Đó là khi Bình Minh chạm về ở đây là chạm về khoảng vùng 45, tức là cái vùng giá mục tiêu của Bình Minh ở 45 thì đã đạt ở trong tuần tới, thì Bình Minh sẽ có xu hướng kéo, đó Hùng Lê có phân tích rồi, tức là sẽ kéo vượt thoát lên một tí nữa, tức là vượt thoát lên ở đâu đó khoảng vùng 446 446.5 ở đây, và sau đó sẽ trả cung lại. Trong tuần vừa qua thì nó trả cung khá sâu, tức là trả về vùng 42, trong đó những cái dự báo của Hùng Lê đâu đó khoảng vùng 44. Thì sau khi mà trả cung mà vùng 44 không bị gãy, trên thực tế là trên biểu đồ đến tuần thì sau một phiên trả cung này thì Bình Minh đã lấy lại vùng 44 ở đây, và nó sẽ tích lũy đi ngang ở đây một đến khoảng hai phiên nữa với lực cầu thấp, và sau đó thì dòng tiền tạo lập sẽ tiếp tục đánh, và với xu thế hiện tại của Bình Minh như vậy là chúng ta sẽ có tiếp một cái target ở một cái nhịp đánh tiếp theo, đó là về đâu đó khoảng vùng giá 51 đến vùng giá 52 ở đây. Khoảng vùng 51 đến vùng 52. Đối với Bình Minh thì sang tuần tới các anh chị cũng có thể canh ở khoảng vùng 44, 43. Khoảng vùng 44 nếu mà Bình Minh không gãy thì cũng có thể đánh một cái nhịp T cộng ở đây nữa. Đó, một nhịp T cộng vẫn còn. G, chúng ta sẽ phân tích G và một số các cái mã cổ phiếu về ngành công nghệ. Đối với cơ điện lạnh G đó, sau khi mà ông Lê dò tìm cái vùng mục tiêu ở đây đấy, các anh chị có thể nhìn thấy ở đây vùng 29 đến vùng 30 trong tuần trước thì Hùng đã có phân tích rồi. Sau khi mà đánh về vùng 31 thì cổ phiếu này sẽ chỉnh giảm lại, và cái vùng mục tiêu đó là vùng giá 29.5. Thì chúng ta thấy rằng là trong tuần đó, trong tuần đây là những cái diễn biến ở trong tuần vừa rồi, và những cái mà cái hình mà Hùng vẽ ở đây thì nó đã có ở trong bản tin tuần trước, tức là chúng ta dò tìm một cái vùng mà cổ phiếu sẽ tích lũy trở lại ở đây, và chúng ta sẽ mở các cái điểm mua ở cái vùng tích lũy thì nó rất là an toàn. Đó, ví dụ như là vùng đây trong cây nến của ngày 22 thì gọi là G có ở vùng giá 29 hoặc trên 29 một tí, vùng nói chung vùng 29 đến vùng 29.5 và kết tuần ở khoảng vùng 30.6. Trong cái kịch bản mà ông Lê phân tích về G thì từ vùng 29.5 sẽ kéo một nhịp chạm 33 đến vùng 34, tức là mạnh thì sẽ kéo được lên vùng 34, còn ít nhất là sẽ vùng 33. Với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của G như thế này thì sang tuần tới thì khả năng là G sẽ tiếp tục đúng cái kịch bản chúng ta phân tích ở đây. Các cái điểm mua thì Hùng Lê đã gợi ý rồi, còn bây giờ nếu mà sau một cái cây nến xanh tăng dài như này các anh chị mua thì nó sẽ rủi ro hơn. Đó. Chúng ta sẽ đi phân tích các cái nhóm ngành cổ phiếu công nghệ FPT, đó là một trong những cái nhóm mà chúng ta cũng hết sức là lưu tâm, đúng không ạ? Và rất nhiều những anh chị của chúng ta quan tâm đến cái nhóm ngành công nghệ. Thì đối với FPT trong một cái nhịp phân tích gần đây nhất của ông Lê, đó là mục tiêu của FPT sẽ chạm vùng 52. Thì trong tuần vừa qua là hai phiên chạm 52 nhưng mà không 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 bứt qua nổi. Các anh chị nhìn thấy phiên này cũng chạm không bứt được, phiên này cũng chạm không bứt được. Thì về cơ bản cái vùng 52 này thì cũng đã có khuyến nghị các cái tài khoản trong team vùng lên là vùng này có thể chốt được rồi, nói chung về cơ bản là chốt được rồi, có mạnh hơn thì sẽ chốt đi 50% ở cái vùng 52 và chúng ta còn lại khoảng 50% nữa thì chúng ta sẽ canh chốt ở vùng 53 đến vùng 54, tức là còn một cái nhịp kéo, cùng lắm thì sẽ còn một cái nhịp kéo lên đây nữa, và sau đó thì FPT sẽ có những cái sự phân phối ở quanh cái vùng 53 54 này, thì như vậy là chúng ta chốt thành từng cái nấc như vậy để nó rất là an toàn. DVKG cũng là một cái mã DGWK cũng là một cái mã về ngành công nghệ cũng rất là hay. Thì bản thân là DGWK thì có cái điều là thanh khoản nó hơi thấp, và cái cách đi của cái mã này tức là nó đi rất là gấp, tức là khi xuống anh chị nhìn thấy xuống rất gấp, và khi lên thì lên cũng rất gấp. Đó. Thì trong trong cái kịch bản lên gần đây nhất đó là chúng ta phân tích mã này chạm khoảng vùng 22.5 trả cung, và sau khi trả cung thì lấy lại được thì cái mục tiêu đó là đánh chạm về vùng 26. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì Hùng Lê đang nhìn thấy ở cái vùng 24
ở vùng 24 là cổ phiếu cũng đang hơi bị ẩm ương ở đây rồi, tức là đến cái vùng 24 này chính là cái vùng mà gọi là cũng là cái vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu, chính vì vậy nên là cổ phiếu ẩm ương. Tuy nhiên với góc độ kỹ thuật thì khả năng với những cái tín hiệu hiện tại thì chúng ta đánh giá rằng là DGVK vẫn còn một nhịp kéo về vùng 26, tức là vẫn đạt được đến về cái target 26, thì đây là vùng mà chúng ta sẽ canh chốt, cơ bản là chốt, và về đến vùng này thì coi như là cũng cổ phiếu cũng sẽ phân phối, bởi vì là cái cổ phiếu DGVK này là đánh lên rất nhanh và xuống rất nhanh, thì các anh chị lưu ý và chúng ta chốt lãi thì không có gì sai cả. Một cái mã cổ phiếu về ngành công nghệ nữa là mã cổ phiếu CMX. Hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy, chúng ta view một cái cách tổng thể, tức là CMX là một cái mã cổ phiếu mà tạo lập đánh lái đánh cũng rất là kinh khủng, từ đánh từ vùng 5, anh chị nhìn thấy vùng 5 và lên vùng ở đây là gần chạm 30, tức là 6 lần. Thì sau khi mà CMX đã có một cái nhịp rơi về vùng hỗ trợ ở đây, cùng đánh giá rằng là thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà CMX bắt đầu có những cái dấu hiệu về dòng tiền, và cái vùng giá mà các anh chị có thể canh để chúng ta mua đó là khoảng vùng giá 12. Vùng giá 12 canh mua được, và trong một cái nhịp này thì chúng ta sẽ mở mua vị thế ở CMX, bởi vì Hùng đánh giá rằng cái em CMX này cũng là một con mà vừa là hình như là cơ bản của CMX thì cũng khá ok, nhưng mà cái tính tạo lập của cổ phiếu này cũng khá là tốt, thì các anh chị lưu ý. Novaland thì không có gì đột biến, về cơ bản là những cái phân tích của Hùng ở đây thì bây giờ là nó cũng đang đi khá là đúng thôi. Từ vùng 50 đánh lên vùng 53 rồi sau đó chỉnh giảm tí tẹo đây này. Cái cổ phiếu này là cổ phiếu bo cung, tức là chủ yếu là lái chạm về khoảng vùng 51.2, 51.3 thì lại kéo lên. Và với cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì khả năng là sang tuần tới thì Novaland sẽ chạy sẽ kéo một cái nhịp nhịp đầu tiên sẽ chạm 55, 58 và sau đó thì có chạm lên vùng 62 hay không thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta phân tích. Tức là chúng ta cứ bình tĩnh. Trong thời điểm hiện tại là Novaland với những cái nhịp mà tín hiệu tạo nền như này thì các anh chị cũng có thể quan tâm và cũng có thể mua Novaland ở thời điểm hiện tại. Chúng ta cùng đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu về nhóm ngành dầu khí. Đầu tiên sẽ là gas. Thì bản thân dầu khí trong tuần vừa qua nó có khá là nhiều các cái thông tin biến động và thông tin về giá dầu, đó là cuộc chiến giá dầu nhằm vào các công ty khai thác dầu của Mỹ và mục địa mục mục tiêu là đánh sập cái ngành sản xuất dầu khí của Mỹ. Thì hiện tại là Tổng thống Donald Trump cũng đang lên những cái kế hoạch để mà gọi là bảo vệ cái ngành công nghiệp dầu khí của Mỹ, và chính vì vậy nên là nó đã có những cái tác động khá là tiêu cực lên nhóm dầu khí trong tuần vừa qua. Tuy nhiên với những cái góc độ của ông Lê thì ông Lê nhận thấy rằng là khi mà gas chỉnh giảm hoặc là các cái bộ nhóm ngành dầu khí chỉnh giảm thì nó cũng chỉ mới về đến vùng hỗ trợ, tức là nó chưa bị phá hỗ trợ. Đó, ví dụ như gas khi mà một số anh chị có hỏi Hùng là có bán không thì Hùng trọng cũng cũng đúng là trong cái phiên ngày thứ tư luôn thì có hỏi có bán không thì Hùng bảo bây giờ không cần bán nữa, bởi vì là gas đã chạm về khoảng vùng 60. Và trên thực tế là phiên này gas đã chạm gần về vùng 60 thì đấy là những cái vùng hỗ trợ của gas rồi, chúng ta không cần thiết phải bán bằng mọi 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 giá ở thời điểm hiện tại nữa, mà chúng ta nên quan sát cái lượng cung cầu ở trong thời điểm hiện tại để chúng ta có những cái định lượng. Thì đối với gas là sau khi mà vùng mục tiêu là vùng 70 thì gần đạt được, và gas đã có những cái nhịp chỉnh giảm về vùng hỗ trợ đây khoảng vùng 60 đến vùng 61 thì gas lại tiếp tục có những cái nhịp hồi phục, và về cơ bản với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng Lê vẫn kỳ vọng gas sẽ đánh chạm vùng 70, và có vượt thoát được vùng 70 hay không thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có được những cái định lượng về target 80, 90 tiếp theo. Còn về cơ bản là tín hiệu ngắn hạn thì dòng tiền sẽ có xu hướng tích lũy trở lại, và những cái phiên mà gas sẽ có những cái phiên giao dịch khoảng trên 1 triệu đến 1 triệu rưỡi cổ phiếu để giúp cho gas ổn định ở quanh vùng 65 này. Đó, và sẽ đánh khoảng về vùng 70, thì về cơ bản là gas thì vẫn khá tín hiệu khá là ok. PLX thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. PLX mục tiêu chúng ta đặt ra ở khoảng vùng 45, và trong tuần thì PLX đạt được ở khoảng vùng 44.1, tức là cách khoảng 0,9 line nữa thì sẽ đến cái giá mục tiêu, và sau đó thì PLX đã có một cái nhịp rơi. Rơi thì cái nhịp rơi này thì PLX cũng rất là đẹp, ở vùng rõ ràng cái vùng hỗ trợ của PLX ở khoảng vùng 38.5 đến vùng 39.
đó, vùng 38.5 đến vùng 39 của Felix, thì khi rơi về đây thì Felix lại tiếp tục là lấy lại về được đâu đó vùng 41 nhỉ, đúng không ạ? Đó, lấy lại được về vùng 41, và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Felix thì ông Lê vẫn kỳ vọng là Felix sẽ có một nhịp đánh để đạt được cái target ở vùng 45, mặc dù là trong tuần vừa rồi thì đạt được 44.1 trên 45. PVD. PVD trong phiên ngày hôm nay thì đã có một cái lực bán tương đối là mạnh của nhóm nhà đầu tư nước ngoài, dẫn đến một việc là hình như PVD giảm mất 0.2. Đây có một lực bán khoảng 1 triệu 7 cổ phiếu, thì khi đó trong phiên sáng thì PVD vẫn giữ được ở khoảng vùng 9.69 đến vùng 9.7 và kết phiên thì lùi lại ở mốc 9.4. Thì bản thân là PVD chúng ta có một cái ngưỡng kháng cự ở đây là ngưỡng 10 và cái ngưỡng hỗ trợ của PVD ở khoảng vùng giá 8.95. Trong những cái phiên chỉnh giảm gần đây thì PVD cũng chưa bị phá kỹ thuật, tức là vẫn nằm ở trong cái biên 8.95 đến vùng 8.95 đến vùng 10. Thì về cơ bản những cái tín hiệu kỹ thuật ngắn của PVD thì bây giờ dòng tiền đang đi xuống thì cổ phiếu nó sẽ có xu hướng đi ngang, và biên tích lũy đi ngang của PVD ở quanh vùng 8.95 đến vùng 10. 8.95 vùng 10. Hai cái phiên mà PVD ở phiên ngày thứ 5 và phiên ngày thứ 6 với lượng cầu như thế này thì cũng khá là hợp lý. Cơ bản là ok. Đó, và chúng ta sẽ chờ những cái phiên mà PVD có cái lực cầu xuất hiện trở lại, và điều đầu tiên để chúng ta có được một cái target cao hơn của PVD đó là phải có những cây nến xanh mạnh, đánh rất mạnh, và để PVD vượt thoát được cái vùng nền 10 này với một cái lực cầu khoảng tầm độ 7 đến 8 triệu cổ phiếu trong phiên. PVS thì cũng tương tự như PVD, đó là cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra ở đâu đó khoảng vùng 14 đến vùng 14.5. Trong tuần thì đã có những điểm mà PVS break được cái nền 12 này, tuy nhiên là cái điểm break này thì nó lại không thành công, và như vậy là lại lùi về lại cái vùng hỗ trợ khoảng 10.6 ở đây, tức là cái điểm hỗ trợ đầu tiên ở đây lùi về 10.6, thì PVS đã có những cái phiên và đang cố lấy lại ở vùng 12, thì cái vùng giá 12 này là cái vùng rất là quan trọng để có thể xác nhận xu thế đi tiếp theo, và những cái tín hiệu cầu hiện tại thì PVS cũng chưa có vấn đề gì đáng quan ngại, và chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ để chúng ta chờ đợi ở một cái điểm break nền 12, sau đó thì chúng ta sẽ có hay không cái target vùng 14 đến vùng 14.5 thì ông Lê sẽ tiếp tục cập nhật ở trên trên team. POVK thì chúng ta thấy rằng trong cái thời điểm hiện tại là cái dòng tiền của bắt lại POVK khá là đẹp, và chúng ta cũng nhìn thấy rằng là POVK đã có một cái nhịp chỉnh giảm khá là dài từ vùng 17 và rơi về đến vùng 7, như vậy là mất tương đối nhiều, và về đến vùng 7 thì cái lực cầu bắt đầu bắt trở lại, và đã cái nhịp đánh đầu tiên từ vùng 7 về vùng 9, và Hồng Lê đã có những cái nhịp phân tích ở đây, đó là trong phiên và chúng ta có những cái cây cây nến, có những cây nến mà ngồi lên trên vùng 9 với lượng vốn xác nhận khoảng tầm 7 đến 8 triệu cổ phiếu, thì như vậy là cái xu hướng tiếp theo của POVK sẽ đánh chạm về khoảng vùng 10. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của POVK thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng POVK nhịp này đánh chạm vùng 10, và những cái điểm tích lũy trên vùng 9 khá là bền, khá là dài như này thì khi đánh về vùng 10 và thậm chí là đánh lên về vùng 11 luôn, đó sẽ không có cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây, bởi vì là nó đã tích lũy chặt và tích lũy sâu ở cái nền 9 rồi, thì như vậy là có thể là tạo lập sẽ đánh vượt thoát lên, và POVK cũng là một cái mã cổ phiếu rất là đẹp. Oi Oi cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Trong bản tin video tuần trước thì Hùng Lê đã có phân tích cái nền tích lũy của Oi ở khoảng vùng 6 đến vùng 7 và biên ở khoảng vùng 6.6, anh chị có thể xem lại. Và khi mà cổ phiếu này kéo lên thì chúng ta đã đó các anh chị, khi mà chúng ta đưa ra một cái vùng giá mục tiêu như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể mua được ở trong phiên ở những cái vùng 6.6 đến vùng 7. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Oi, anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba, nếu như Oi không gãy ở vùng 7.2, không gãy ở vùng 7.2 đây, cái hình mình vẽ đây, tức là sau khi mà nó chỉnh lại như này, đó nó không không gãy ở vùng 7.2 và tiếp tục tích lũy đi ngang được ở trên khoảng vùng 7.5 đến vùng 7.7 như vậy thì rất là đẹp, và cái mục tiêu tiếp theo của Oi nó sẽ đánh về vùng 9, thì bản thân là Oi là một cái mã cổ phiếu, Oi cùng với POVK ở trong cái thời điểm hiện tại là hai mã cổ phiếu top sau, tức là nó chưa chạy, nó bị giảm dài
sau một nhịp giảm dài đó. OI cũng như vậy, OI cũng rơi từ vùng 18 và về đến tận vùng 6, rất một cái nhịp giảm rất là dài như này đó. Và sau một cái nhịp giảm dài thì hiện tại lực cầu đang bắt lại, thì POVK và OI là hai con cùng bộ với nhau, PVD và PVS cùng bộ với nhau, PLX và GAT cùng bộ với nhau đó. Và tiếp tục hai con cùng bộ với nhau ở trong nhóm ngành dầu khí nữa, chúng ta sẽ nói đến đó là đạm Cà Mau. Thì tại sao lại nói đến đạm Cà Mau? Bởi vì là con này là sản xuất phân đạm, nhưng mà tại sao nó lại liên quan đến dầu khí? Bởi vì là nó là sử dụng khí đốt, và nó hiện tại thì nó đang có một cái nguồn nguyên liệu khá là rẻ. Chính vì vậy nên là đạm Cà Mau, và cái lực đánh của tạo lập ở đây các anh chị cũng có thể nhìn thấy là đánh rất là dốc. Thì đối với đạm Cà Mau, chúng ta đã có những cái vùng giá mục tiêu ở khoảng vùng giá 8, và thường người tạo lập sẽ kéo qua một tí, tức là kéo qua 8 rồi phân phối một vài nhịp ở đây. Thì đẹp nhất của đạm Cà Mau ở trong cái nhịp này thì đạm Cà Mau sẽ phân phối, sẽ lấp lại ở khoảng cái vùng đây, khoảng vùng 7.2. 7.2 thì rất là đẹp. Nó sẽ lấp lại khoảng vùng 7.2, thì chúng ta sẽ dò tìm cái mục tiêu ở cái vùng giá là sau khi phân phối xong thì chúng ta sẽ dò tìm ở đây. Và đối với đạm Cà Mau thì nó có những cái thông tin khá là cơ bản về về doanh nghiệp, nên là với những cái thông tin cơ bản đó thì chúng ta cũng có thể mua để chúng ta nắm giữ lâu. Tuy nhiên là Hùng Lê không 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 ưu ưu tiên cái việc đó, bởi vì quan điểm của Hùng Lê là cứ có sóng thì chúng ta vào, và khi nào hết sóng thì chúng ta ra đó, chứ chúng ta ôm lâu thì chúng ta cũng sẽ không biết được đến đâu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dò tìm cái vùng giá mục tiêu của đạm Cà Mau ở đâu đó khoảng vùng giá 7.2, khoảng 7.2 các anh chị nhé. Thêm một cái nữa là đạm Phú Mỹ DPM, thì bản thân DPM cũng như vậy, nó được hưởng lợi từ những cái chính sách về cái nguồn nguyên liệu khá là tốt. Và đạm Phú Mỹ thì Hùng Lê đã có phân tích ở vùng giá 14, khả năng là trong tuần 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 trước thì Hùng Lê đã có cái điểm 14 rồi đó. Và chúng ta thấy rằng là trong phiên ngày thứ hai luôn thì đạm Phú Mỹ đã có dưới 14 ở đây, và sau đó thì kéo kéo bỗng lên, kéo bỗng lên và kéo vượt thoát ở đây, là kéo vượt thoát vùng 15.5, và sau đó thì đang có những cái hai phiên trả cung ở đây. Thì về cơ bản là điểm trả cung đẹp nhất, nó điểm trả cung đẹp nhất thì bây giờ là lại đạp về khoảng vùng 14 đó. Và từ vùng 14 này tích lũy một khoảng 1 đến 2 phiên, 1 đến 2 phiên và sau đó sẽ đánh tiếp, như vậy thì nó cũng phù hợp rồi. Và khi mà vùng 14 không bị gãy thì chúng ta có cái vùng giá mục tiêu tiếp theo của đạm Phú Mỹ ở khoảng vùng 18, với điều kiện là vùng 14 trước đây nó là kháng cự thì bây giờ nó trở thành cái vùng hỗ trợ và trở thành vùng xanh, và chúng ta sẽ lưu tâm đến cái mã cổ phiếu này, đó là bộ đôi. Thêm một mã cổ phiếu trong nhóm ngành dầu khí nữa, đó là mã cổ phiếu PVT. Thì bản thân tạo lập của PVT thì cũng đánh khá là dốc đúng không ạ? Đó, và sau những cái nhịp mà Hùng Lê phân tích ở đây, từ cái vùng nền ở khoảng vùng 8 và sau đó thì đánh lên vùng bao nhiêu, vùng 9.55, chỉnh giảm một tí, và chỉnh giảm một tí ở đây, không không gãy khoảng vùng 8.7, thì mục tiêu tiếp theo, tức là trong cái phân tích của chúng ta, đó là mục tiêu của PVT chạm vùng 12. Thì hiện tại thì cái kịch bản này vẫn chưa 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 có gì thay đổi, bởi vì là những cái vùng ở đây khoảng vùng 9.55 của PVT rất là khỏe, và khi chạm về đây thì PVT lại tiếp tục có những có những cái tích lũy trở lại đây và bắt đầu lấy lại ở khoảng trên vùng 10, thì cái mục tiêu của chúng ta vẫn vẫn là ở vùng 12. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành ngân hàng. Thì bản thân trong thời điểm hiện tại thì Hùng Lê có một số các cái định lượng sớm như sau. Tức là khi trụ chốt, và khi các cái dòng tiền đã chốt trụ này rồi, chốt P thì tiền nó sẽ đi đâu, thì khả năng là sẽ đi vào nhóm ngành ngân hàng. Thì hiện tại Hùng Lê nhận thấy rằng là về cơ bản là nhóm ngành ngân hàng đang có những phiên test tích lũy rất đẹp ở những cái vùng hỗ trợ. Thì tí nữa ông sẽ phân tích đó là những cái vùng hỗ trợ mà Hùng Lê dự báo rằng là cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng sẽ có những cái nhịp và vượt thoát, gọi là những cái điểm xoay chiều từ cái vùng đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi để chúng ta thử xem là những cái điểm xoay chiều của các cái nhóm ngành ngân hàng nó sẽ nằm ở đâu. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến Vietcombank. Ok, Vietcombank chúng ta đã có một cái phân tích hoàn hảo ở đây, chạm vùng 65 xong chạm vùng 70 à 72. Đó là hai đó là cái nhịp phân tích sóng lên, và khi chạm vùng 72 rồi thì chúng ta tiếp tục dò tìm ở một cái vùng 67.5. Đó, 67.5 Vietcombank. Đây có Vietcombank không nhỉ? Bitcombank. À đây, xin lỗi cả nhà, Vietcombank đây. 67.5 đến vùng 68, đó là những cái vùng giá mục tiêu
khi cổ phiếu chỉnh về đó, bid ở vùng 32.5 công thương VPBank. Thì khi mà Vietcombank chúng ta dò tìm những cái vùng giá mục tiêu để làm gì? Để thứ nhất là chúng ta phán đoán xu hướng, tức là khi chỉnh về khoảng vùng 67.5 này, Vietcombank không gãy và sẽ có những cái điểm tích lũy nhẹ đây, tức là cạn vôn này, đó, vôn bắt đầu cạn này, và cái vùng 67.5 này 68 không gãy thì như vậy là chúng ta sẽ có thêm cái định lượng là gì? Không gãy thì cơ hội để cổ phiếu Vietcombank đánh lại về vùng 72, và cái mục tiêu mà Hùng Lê phân tích và kỳ vọng của Vietcombank nó không phải là 7 72 mà đó là vùng 80. Đó thì sau cái nhịp này thì sau khi mà nhóm ngành ngân hàng test chỉnh nghỉ ngơi xong, tích lũy xong thì dòng tiền đầu cơ rất có thể sẽ tiếp tục đổ về nhóm ngân hàng và sẽ kéo nhóm ngân hàng tăng một nhịp nữa. Tăng một nhịp nữa. Ok. Bit. Bit. Hoàn toàn tương tự như Vietcombank thì Bit như thế nào? Bit chúng ta đã hoàn thành mục tiêu thứ nhất đó là vùng 37 38. Gặp cái vùng này đương nhiên đó là vùng kháng cự mạnh thì cổ phiếu nó sẽ lình xình đi ngang, các anh chị nhìn thấy không ạ? Đó, lình xình đi ngang kéo mãi kéo lên kéo lên kéo xuống không được, và Bit tiếp tục có một phiên và gần như phiên ngày hôm thứ tư đó là Bit rơi nền, và cái phiên này là rất nhiều những anh chị cuống để bán này, sẽ cuống bán ở trong phiên này. Nhưng với quan điểm của ông Lê đó là gì? Chúng ta bình tĩnh, đó, VN Index đã chạm vùng 750 rồi thì không có gì phải vội vàng cả. Lực cầu sẽ bắt đầu quay trở lại và cái gì ạ? Phái sinh chạm vùng 660 thì sẽ long trở lại. Đó thì đấy là những cái phân tích định lượng về mặt tinh thần cho các anh chị thôi. Đó. Và khi mà chúng ta có một cái tinh thần vững rồi thì lúc đó những cái hành động của chúng ta nó sẽ ok hơn, đúng không ạ? Nó sẽ tốt hơn. Thì bản thân Bit là Hùng dò tìm vùng mục tiêu ở đây là vùng 35. 35 là vùng mà Bit khả năng sẽ cân bằng ở đây. Sẽ đi ngang ở đây và Bit sẽ có những cái điểm tích lũy ở đây. Những cái phiên cạn vôn như này cũng khá là tốt để cho Bit có một cái thời gian ngừng nghỉ. Và sau khi mà tích lũy thành công ở vùng 35, có những phiên đánh break vượt thoát vùng 38 thì chúng ta sẽ phân tích một sóng lên của Bit, và khi mà những cái tín hiệu kỹ thuật đó xảy ra thì như vậy là Bit đã bắt đầu bước vào một cái nhịp chạy song trùng với cái nhịp Hùng Lê phân tích chung của toàn nhóm ngành ngân hàng. Biết rồi, công thương là Hùng Lê đã bắt đầu đưa vào tầm ngắm, đã khuyến nghị các anh chị trên team của Hùng Lê là chúng ta nên đưa cổ phiếu này vào danh mục theo dõi ở vùng giá 18.5 đến vùng 19. Bản thân công thương ở thời điểm hiện tại thì sẽ chưa thể tăng mạnh được ngay đâu, công thương vẫn đang còn những cái xu hướng đi ngang, và cái điểm tích lũy nền của công thương thì có thể sẽ mất hết tuần sau, sẽ mất hết tuần sau, tức là công thương sẽ đi thêm một tuần nữa, đó, sẽ đi thêm một tuần nữa, và để thứ nhất là tích lũy này, thứ hai nữa là tạo vôn và tất cả những cái động tác về kỹ thuật ở đây, và sau đó thì sẽ có những cái tín hiệu phát đi, tức là những cái tín hiệu mà có thể xác nhận trong phiên công thương sẽ giao dịch khoảng tầm 10 triệu cổ phiếu và có những cái cây nến xanh dài đó, sau một tuần đó, sau một tuần thì sẽ có những cái cây nến xanh dài như này để giúp cho chúng ta xác nhận được là cái nền tích lũy ở đây là nền 18.5 đến nền 19 đối với công thương. Tiếp theo VPBank, VPBank là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đánh giá cũng rất là mạnh, ở một cái nhịp trước đây chúng ta đã có một nhịp chốt lời rồi. Thì sau khi rơi về cái vùng kháng cự trong ngắn hạn của cổ phiếu, tại sao Hùng Lê lại đưa ra cái vùng 22.5 ở đây? Đó, 2.5 là Hùng Lê đã có những cái ý đồ về về mặt tạo lập của cổ phiếu. Đây, chúng ta thử tìm VPBank, chắc chắn là có những cái phân tích của VPBank ở cái vùng 22.5. Đây các anh chị nhé, cái này 2 ngày, à không, cái này là cái sau, cái này phải hơn trước cơ. Đây 4 ngày trước, hay là cái này bao nhiêu ngày trước, ở đây này chúng ta đã có VBank vua mục tiêu này vùng 18.5 19 này, mục tiêu một chạm 22.5, sau đó cung cầu test cung trở lại thì có thể công vượt vùng 24 đến vùng 25 đó. Vậy thì cái vùng 20 22.5 này là một trong những cái điểm mà VBank sẽ gặp khó, và chính vì gặp khó nên về đến đây thì cổ phiếu này đã có những cái điểm chỉnh giảm, và hiện tại thì VBank đã chỉnh giảm về nền 19 đến nền 19.5, chính là cái nền mà chúng ta đã có một cái nhịp mua trước đây.
Thì khi về đến vùng này thì VBank hiện tại là cũng sẽ chưa chạy ngay được đâu. Trong phiên ngày thứ hai tuần tới, nếu như có những cái điểm nhún về vùng dưới vùng 20 thì các anh chị của chúng ta có thể túc tắc nhặt nhặt dần, và theo một cái tọa độ dự báo của Hùng Lê thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, là tuần tới sẽ là tuần mà nhóm bank sẽ tích lũy và sẽ có phát đi những cái xu hướng tiếp theo để chúng ta có thêm những cái định lượng. Và khi nào mà VBank cũng có những cái cây nến xanh mạnh và có những khối lượng giao dịch khoảng tầm 8 triệu cổ phiếu trên một phiên đó, và giá tăng mạnh ở trong phiên, thì đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật mà giúp cho chúng ta nhận diện thấy rằng là cái dòng tiền tạo lập, cái dòng tiền đầu cơ sẽ tiếp tục đánh vào cổ phiếu bank nói chung và VBank nói riêng. Thì VBank cũng là một cái mã cổ phiếu mà các anh chị lưu tâm. ACB trong thời điểm hiện tại, ACB trong thời điểm hiện tại thì vẫn trong một cái biên tích lũy đi ngang ở đây, chưa có gì đột biến 20 đến 21, và cái vùng hỗ trợ khoảng vùng 19.3. Khoảng vùng 19.3 thì chúng ta cũng lưu ý, và về cơ bản thì trong thời điểm hiện tại chúng ta nhìn thấy rằng ACB cũng gần như cạn cung và đi ngang tích lũy, thì đây cũng là một cái dấu hiệu tốt của cổ phiếu, và về cơ bản thì ACB vẫn tiếp tục đi ngang. Ít nhất là đi ngang hết tuần này, nó song trùng với cái nhịp mà Hùng Lê phân tích sóng của ngành ngân hàng. MBB sau một nhịp kéo lên thì MBB gặp khó ở vùng 17, và sau khi ở vùng 17 thì sẽ chỉnh giảm lại sâu nhất ở khoảng vùng 15, và bây giờ thì Hùng Lê đang dò tìm vùng mục tiêu của MBB ở khoảng vùng giá 15.5. Về bản thân, nếu như trong tuần tới thì MBB có thể trả cung về vùng 15.5, cũng MBB cũng cạn vôn, tức là trong thời điểm hiện tại là nhóm ngành ngân hàng trong cái quá trình tích lũy nên là cạn cạn cung luôn, cạn cung cạn vôn luôn, thì MBB sẽ có những cái xu hướng tích lũy nền ở quanh vùng 15.5. Và sau khi mà tích lũy thành công, vượt thoát thành công ở vùng 15.5 sẽ có những cái tín hiệu xác nhận, thì cái vùng 15.5 này chính là cái vùng hỗ trợ. Thì tại cái vùng hỗ trợ thì chúng ta có thể mua tối đa 30% tất cả các cái điểm hỗ trợ, thì có thể mua tối đa 30% số chúng ta định mua. Đó, ví dụ là ta dự kiến mua được MBB 1.000 thì khoảng 300 cổ phiếu chúng ta sẽ mua vùng 15.5, khi cổ phiếu về đến tài khoản thì chúng ta sẽ tính toán tiếp. Đó, thì cái vùng hỗ trợ là cái vùng và giúp cho chúng ta dò tìm được những cái điểm mua rất là đẹp về giá vốn và an toàn. Công Thương phân tích rồi, Techcombank. Đó, Techcombank thì sau một nhịp đánh lên thì Hùng Lê cũng tiếp tục dò tìm một cái vùng biên tích lũy của Techcombank ở vùng 16 đến vùng 17, và các anh chị nhìn thấy nó cứ đi ngang ở quanh vùng 16 đến vùng 17, và vùng trung bình chính là cái vùng giá mục tiêu, cái vùng giá gom đó là vùng 16.5, rất là đẹp trong tuần. Thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì Techcombank cũng đã có ở một cái mức dưới dưới vùng 16.5. Trong ngắn hạn thì Techcombank chưa thể tăng mạnh được, và Techcombank thì cũng hoàn toàn tương tự như các bank khác, đó là gì, sẽ đi ngang ở quanh vùng 16.5 đến khoảng vùng 18, và hiện tại thì Tech đã có một cái vùng hình thành một cái vùng kháng cự ở đây, thì nó phải vượt thoát được cái vùng 17.7, vùng 17.8 này với một cái lượng vốn xác nhận, tức là khoảng tầm độ 6 đến 7 triệu cổ phiếu, thì khi đó thì chúng ta mới tính toán được một cái target ở vùng 20 đối với mã cổ phiếu Techcombank. HDBank trong giai đoạn hiện tại thì cũng chưa có nhiều đột biến, và cái nền tích lũy của HDBank ở vùng 19.5 đến vùng 20.5, biên trung bình ở khoảng vùng 20. Thì về cơ bản tín hiệu hiện tại sau khi HDBank có một nhịp đánh lên, và nhịp đánh lên xong thì HDBank sẽ có những cái nhịp cân lại cung cầu ở trong trong phiên ngày thứ hai, trong phiên thì trong tuần ấy, trong tuần thì đã có những cái điểm mà HDBank có những cái điểm đánh break qua vùng 20, nhưng mà sẽ đánh xịt nên là lại phải quay lại nền. Quay lại nền thì với những cái tín hiệu hiện tại của HDBank thì Hùng Lê biết là trong team của Hùng Lê sẽ có những cái tài khoản đang nắm, thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm và chúng ta sẽ chờ cho sự phục hồi chung của nhóm ngành ngân hàng, tức là hết tuần tới. Thì xu hướng hiện tại thì HDBank cũng đang đi ngang ở quanh vùng 20 thôi, chưa có những cái tín hiệu gì đột biến cả, đi ngang, và chúng ta sẽ chờ, chắc là đi ngang hết tuần tuần tới. Đi ngang hết tuần tới xong thì sẽ có những cái tín hiệu về nhóm ngành ngân hàng có vượt thoát được hay không, thì Hùng Lê sẽ tiếp tục phân tích
hàng tuần ở trên Zoom và sẽ có những cái cập nhật tiếp theo các anh chị. Ở nhóm anh thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích một cái mã cổ phiếu nữa, đó là Liên Phong Bank, xin lỗi cả nhà, Liên Việt Post Bank, LBP. Rất nhiều những cái nhà đầu tư LPB, rất nhiều lần là các anh chị có nhắc Hùng Lê, nhưng mà Hùng Lê cứ 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 gọi là đọc hơi bị ngọng nghịu. Thì Liên Việt Post Bank sau một nhịp đánh ở đây, cái vùng giá mà Hùng Lê dò tìm nó là khoảng vùng giá 6, đánh chạm lên ở vùng 7.5 và có những điểm test trả lại cung ở khoảng vùng 6.5, rất là đẹp này. Cái vùng 6.5 này chúng ta còn có thể mua này. Vùng nói chung là vùng 6.5 đến khoảng vùng ở đây là vùng 6.6.8 6.9. Thì đây là vùng tích lũy đẹp để chúng ta kỳ vọng một cái nhịp đánh tiếp theo của Liên Phong Bank ở đâu đó khoảng vùng đánh lại vùng đỉnh cũ thì nó hơi khó, vùng 8 đến vùng 8.5 thôi, khoảng vùng này. Mã cổ phiếu STB cũng là một cái mã cổ phiếu mà rất nhiều những anh chị chúng ta quan tâm, thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng sớm cho các anh chị rồi, đó là STB sẽ gặp khó ở vùng 10. Và khi về đến vùng 10 thì thường là khi mà gặp khó thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm trả cung, và những cái điểm trả cung đẹp nhất ở khoảng vùng 8.5 đến vùng 9. Biên trung bình khoảng 8.75, thì hiện tại STB đã trả cung về đây. Những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì STB sẽ chưa thể tăng lại ngay được, và nó sẽ cần thời gian để nó hấp thụ hết những cái lượng hàng phân phối ở đây. Và cơ bản thì nó vẫn sẽ đi ngang ở quanh vùng 8.75 đến vùng 9 cho đến khi mà sẽ có những cái tín hiệu lượng cầu xác nhận trở lại, sự cầu xác nhận trở lại bên này. Hiện tại STB thì Hùng Lê không khuyến nghị mua, bởi vì là như thế này nó cũng hơi hơi xấu. Thực ra thì cũng không xấu, tức là nó tích lũy đi ngang thì không biết nó đi ngang đến đâu, nó cái chính là như vậy. Còn nếu như mà chúng ta mà có vào thì chúng ta sẽ dò ở khoảng vùng 8.75, khả năng là sẽ có sang tuần sẽ có vùng giá 8.75 cho các anh chị. Chúng ta sẽ phân tích ba cái mã cổ phiếu về ngành chứng khoán. SSI, bản thân SSI trong kịch bản phân tích thì vẫn chưa có gì thay đổi cả, mục tiêu vùng 14 mạnh hơn vùng 16. Hiện tại thì chưa vượt được vùng 14 thì chúng ta sẽ chưa tính toán đến vùng 16, và vùng hỗ trợ của SSI khoảng vùng 12.5. Đó thì chúng ta thấy rằng là khi mà vượt cạn không được thì thường cổ phiếu sẽ có những cái xu hướng test lại cái vùng 12.5 đây. Và hiện tại thì vẫn chưa có gì thay đổi. Mục tiêu thì vẫn công lại vùng 14, và cơ bản thì dòng tiền yếu như thế này thì cổ phiếu sang ngày thứ hai, ngày thứ ba thì có thể đi ngang ở quanh vùng 13 trước khi mà có những cái lực cầu tiếp theo, có những cái lực cầu tiếp theo. HCM thì cũng không còn nhiều cơ hội nữa. Mục tiêu thì chúng ta đặt ở vùng 18, và hiện tại trong tuần thì cũng gần đạt vùng 18. Và đang có những cái phiên lình xình đi ngang như này thì nó đã có những cái điểm chỉnh về quanh vùng 16, và cơ bản thì vẫn vẫn một mục tiêu chốt ở vùng 18 thôi, chứ còn những cái điểm mua mới đối với HCM thì Hùng Lê không khuyến nghị nữa. Không còn nhiều cơ hội nữa. Tức là chúng ta cân nhắc giữa cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro để chúng ta có thể mua hay không. SHS. Nó khi SHS chạy về vùng 10 thì Hùng Lê đã có những cái định lượng ở đây là khả năng về đến vùng này thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm chỉnh, và những cái điểm chỉnh đẹp nhất nó sẽ ở khoảng vùng 7.5 đến vùng 8. Thì trên thực tế là trong tuần vừa rồi thì SHS đã chỉnh về vùng này, và về đến vùng này rồi thì cổ phiếu bắt đầu có những cái điểm tích lũy kéo lên rồi lại trả xuống, kéo lên trả xuống, và với một cái lượng cung đang khá là bé ở đây thì nó cũng khá là tốt. Sang tuần thì khả năng Hùng Lê dự báo là SHS cũng chỉ có đi ngang ở quanh vùng 7.5 đến vùng 8 trước khi mà lượng lượng cầu đạt trở lại, tức là đạt khoảng tầm 3 đến 4 triệu cổ phiếu trên một phiên, thì đây là những cái điểm test, mà những cái điểm test này nó cũng sẽ là cần thiết để cho cổ phiếu có cơ hội để có thể vượt thoát, để đi lên ở những cái target cao hơn hay không thì chúng ta sẽ có những cái điểm phân tích tiếp theo. Còn kỳ vọng trước mắt đó là chỉnh về vùng 7.5, không gãy thì lại đánh chạm lại vùng 10. Và khi chạm về vùng 10 thì chúng ta sẽ xem những cái yếu tố tạo lập ở đây có đánh vượt thoát 10 hay không, để chúng ta có những cái phân tích và định lượng tiếp theo. Còn mục tiêu ngắn thì chỉ như vậy. Ok, ba mã cổ phiếu về nhóm ngành chứng khoán. Tiếp theo chúng ta sẽ phân tích các cái mã cơ bản của nhóm ngành thép Hòa Phát, HPG. Thì bản thân Hòa Phát là đã có một cái kịch bản khá là hoàn hảo đối với mã cổ phiếu này, đúng không ạ? Trong những cái mục tiêu
của tuần đó là đánh chạm lên khoảng vùng 21.5. Sau đó thì chỉnh giảm lại ở đây là khoảng vùng giá 20 đến 20.5, không gãy thì cơ hội vượt thoát tiếp theo nó sẽ đánh chạm vùng 23. Thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây, cây nến mà chỉnh trong tuần đây, tức là đây là cái cây nến, đây chính là cây nến mà Hùng ra bản tin 100. Thì đây, từ đây đến đây là những thứ trong tương lai, Hùng Lê dự báo trong tương lai nó có thể đúng, nó có thể sai. Một số các anh chị có những cái dòng comment không biết là ở dưới này này, Hùng nói luôn là chúng ta phân trần cái việc đúng sai. Đó, chúng ta phân trần cái việc đúng sai rồi vân vân và vân vân. Thì nếu như ai cũng biết rằng nó đúng 100% thì xin lỗi các anh chị là chúng ta không ngồi đây để chúng ta ngồi nói chuyện với nhau nữa. Và chúng ta không ngồi đây để nghe Hùng Lê nói nữa, và Hùng Lê cũng không ngồi đây để nói chuyện với các anh chị nữa. Và Hùng Lê bây giờ chắc đang ở bên Mỹ, đúng không ạ? Bởi vì là Hùng Lê biết được là nếu như cổ phiếu, nếu như chúng ta dám chắc được là Hòa Phát chắc chắn 100% sẽ tăng từ vùng 16 lên vùng 23. Ok, chúng ta cần gì phải nói nữa. Và nếu như ai cũng biết chắc chắn như vậy thì ai sẽ bán cổ phiếu cho các anh chị ở vùng 16? Và đến vùng 23 thì ai sẽ mua cổ phiếu cho các anh chị? Bởi vì là ai cũng biết là đến vùng 23 nó gãy, nó sập thì ai sẽ mua cho các anh chị, và lúc đấy các anh chị bán cho ai, đúng không ạ? Thế nên nó mới hình thành nên cái việc là cung cầu thị trường, nó mới hình thành nên cái việc là cái tâm lý, cái kỳ vọng của từng nhà đầu tư khác nhau, thì dẫn đến một cái việc kết quả nó sẽ khác nhau đó. Và chúng ta phân tích là gì? Chúng ta dự báo trước, dự báo sớm những cái điểm mà chúng ta phân tích như vậy để chúng ta có được những cái kịch bản tốt nhất. Chứ các anh chị đừng có phân trần cái việc đúng sai, rồi đừng có Hùng Lê cũng có thấy một số các anh chị bảo là đừng có đứng ở kênh này thì nói xấu kênh kia, thì đấy cũng là một cái rất là đúng. Bởi vì là góc nhìn của Hùng Lê nó mang những cái cá nhân của Hùng Lê, góc nhìn của những anh chị khác nó mang những anh của những anh chị đó, và chúng ta thấy là góc nhìn của ai phù hợp với các anh chị thì chúng ta sẽ xem, chúng ta sẽ vào. Bởi vì bây giờ là thời buổi của công nghệ rồi, chúng ta không yêu Hùng Lê, chúng ta không thích Hùng Lê, chúng ta đi tìm chỗ khác, chứ chúng ta đừng có nói văng tục những cái câu nói. Hùng Lê thấy có một số các cái comment như thế nó không cần thiết, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi tìm những cái chỗ nhà đầu tư nào tốt hơn cho các anh chị, không ai bắt các anh chị cả đó. Thì Hòa Phát đã có một cái nhịp test cung ở vùng 20 không gãy, và như vậy là Hòa Phát tiếp tục một cái hành trình ở đây và sẽ đi về đâu đó dự kiến khoảng vùng 23. Thì những anh chị nào, những cái tài khoản nào đang có Hòa Phát thì chúng ta cũng sẽ canh chốt HSG đó. HSG chúng ta đã có một cái vùng phân tích từ vùng 4.5 đi lên khoảng vùng 5.5, từ vùng 5.5 thì Hùng Lê phân tích lên vùng 7, và trong tuần vừa rồi thì Hoa Sen cũng đã đạt được cái target phân tích ở vùng 7 và đóng cửa ở vùng 7.26. Thì thường thường là sau khi mà chạm cái target này thì một là đến target thì nó sẽ gãy luôn, còn hai là tạo lập sẽ kéo kéo vượt qua target một tí và sau đó thì sẽ phân phối. Thì bản thân là Hoa Sen thì Hùng Lê dự báo là nếu có kéo được một nhịp nữa thì sẽ kéo được về vùng 7.5, và đây là cái vùng mà từ vùng 7.2, đây vùng vùng 7.26 đến vùng 7.5 là cái vùng mà các anh chị chốt được rồi đó. Cái vùng này Hùng dự báo là Hoa Sen sẽ tiếp tục có những điểm phân phối ở trong tuần tới, thì về cơ bản là dự báo như vậy. Nó đúng hay nó sai thì do ông Mr. Thị trường quyết định. Hùng Lê cũng chỉ có những dự báo sớm sớm như vậy thôi. Nam Kim thì Hùng có đánh giá là trong cái nhóm thép thì Nam Kim nó yếu hơn, và những cái đường đi của Nam Kim thì đã đưa Nam Kim về cái biên ở đây là biên 5.5 đến 6. Vùng giá mục tiêu có thể mua của Nam Kim là 5.67, và trong phiên ngày hôm nay thì Nam Kim đã có một phiên giao dịch với vốn khá là đột biến và đã vượt thoát vùng 6. Như vậy thì cái xu hướng khi mà cổ phiếu vượt thoát được vùng 6 với giá và vốn xác nhận thì như thế này thì khả năng là cao, thì cái vùng mục tiêu cũng đã đặt ra đây là khoảng vùng 7 đối với Nam Kim. Về đến vùng 7 thì chỉnh giảm kỹ thuật rồi có lên được vùng 8, vùng 9 hay không thì Hùng Lê sẽ phân tích và định lượng theo tuần, và chúng ta không nói trước. Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành xây dựng HDC. HDC thì cũng không có gì thay đổi cả, mục tiêu đầu tiên sẽ chạm vùng 18, thì bây giờ gần chạm được vùng 18 và cái vùng hỗ trợ của HDC ở khoảng vùng 16. Cơ bản là tín hiệu cầu hiện tại như thế này thì HDC
DC tuần tới vẫn tích lũy đi ngang ở cái vùng nền 16 này, và cái vùng nền 16 này thì cũng nên đánh giá rằng là cái vùng cũng khá là ok. Mục tiêu của HDC thì vẫn không có gì thay đổi, đó là đánh chạm về khoảng vùng 19 đến vùng 20. Đạt phương DPG. Bản thân DPG trong thứ 6 tuần trước, đúng không ạ, thì Hùng Lê có đề cập đến với các anh chị đó là chúng ta cần phải đánh giá cái cây nến đây, cái cây nến kết tuần, tức là có một cái lượng bán sàn khá là lớn để chúng ta có thêm những cái định lượng, và những cái định lượng đó chính là cái phiên ngày thứ hai và những phiên ngày thứ ba, thì chúng ta thấy rằng là Đạt Phương đã lấy lại ở khoảng vùng 25, kết tuần thì đâu đó ở khoảng vùng 24 chấm mấy, 24.75, tức là dưới 25 một tí. Thì về xu thế cơ bản của Đạt Phương hiện tại là Đạt Phương sẽ có cái vùng hỗ trợ đây khoảng vùng 22.5. Sâu nhất ở khoảng vùng 22.5 này không gãy thì cổ phiếu đang có cái xu hướng, với cái những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì đang có những cái xu hướng tích lũy đi ngang. Và sau những cái xu hướng tích lũy đi ngang này thì sẽ có những cái phiên cầu quay trở lại, và cái mục tiêu ngắn thì Đạt Phương vẫn đánh chạm vùng 30. Và sau khi chạm vùng 30 hay không thì có hay không một cái kênh đi sang bên này, Hùng Lê đang đang có những cái kỳ vọng lớn như vậy, thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích những cái diễn biến tiếp theo của Đạt Phương. Cô Tích Công, cô T CTD. Cô Tích Công sau một nhịp giảm dài, đúng không? Sau một nhịp giảm dài thì Hùng Lê cũng đã bắt đầu phân tích những cái nhịp cô Tích Công ở đây. Và đâu đó thì cái nhịp đầu tiên ở vùng giá 70 ở đây đã hoàn thành, sau đó thì cô Tích Công chỉnh giảm trở lại. Và sau đó thì chúng ta dò tìm cái vùng mục tiêu của cô Tích Công, tức là vùng tích lũy ở vùng 50. Vùng 50 này không gãy thì sẽ có xu hướng sẽ đánh chạm lại vùng 70 lần hai. Và cái việc mà cô Tích Công có hình thành được một cái con sóng lớn ở bên này không, thì cái vùng 70 sẽ là cái vùng quyết định, và có được đi được như này hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích và cập nhật tiếp theo. Bản thân những cái mã cổ phiếu tốt nhất thì Hùng Lê đã lọc ra để phân tích cho các anh chị rồi. Cơ bản những cái mã cổ phiếu cơ bản tốt của các cái nhóm ngành mà gọi là hàng ngày ấy, thì Hùng đã lọc ra hết ở đây rồi. VCS thì đang yếu hơn, VCS thì đang yếu hơn. Đó là gì? VCS vùng kháng cự ở đây là vùng 65 đến vùng 65.5 này thì chưa có thể vượt thoát được, và cái vùng hỗ trợ của VCS ở đây khoảng vùng 55 đến vùng 56.5. Cơ bản hiện tại thì xu thế là vẫn đang đi ngang với cái lượng vốn như này, thì đi ngang tích lũy, và cái điểm tích lũy ở vùng 55 đến vùng 56 mà không gãy thì cơ hội của VCS công lại cái vùng 65 đến vùng 65.5, và có hay không một cái xu thế sau khi mà thành công được cái vùng đó để có được một cái con sóng ở bên này hay không, thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật các cái bản tin tiếp theo. Đó. Sẽ phân tích luôn ba con này đi, Phú Tài. Ở PTB cũng là một cái mã cổ phiếu khá là hay, và sau một nhịp đánh dẫn lên thì Hùng Lê đang tìm dò tìm vùng 40 đến vùng 42 và biên trung bình ở khoảng vùng 41. Phiên ngày hôm nay thì CTD bị bán, xin lỗi cả nhà, PTB bị bán khá là mạnh. Khi bị bán khá là mạnh, tuy nhiên là nó vẫn chưa bị thủng biên, đó là vẫn ở trên biên 40 42. Thì về cơ bản là theo những cái nhận định của ông Lê thì cổ phiếu sẽ trả này. Đó, sẽ trả về khoảng biên này và sau đó sẽ đánh tiếp. Các anh chị lưu ý vùng biên 40 không gãy, PTB sẽ có mục tiêu vùng 50. Đó. Phân tích kỹ thuật là như vậy, có nghĩa là muốn thi đại học thì chúng ta đậu cấp 3, thì đây là cái vùng 40, đó là cái vùng điều kiện cần, là không được gãy thì chúng ta mới có mốc 50, đó là mốc đại học. Ok. FRT thì chúng ta không nói đến, bởi vì rất là tuyệt vời, và cái vùng kỳ vọng của ông Lê thì chỉ có đến trong bản tin phân tích tuần, chỉ có đến khoảng vùng 20 đến vùng 20.5. Và về đến vùng này thì Hùng Lê đã khuyến nghị những cái tài khoản trong team của Hùng Lê có FRT thì chốt, và chốt xong thì cổ phiếu này vẫn tiếp tục lên, không sao cả. Chúng ta dành một cái khúc sau cho người người đến sau, đúng không ạ? Chúng ta ăn khúc đầu rồi thì để khúc sau cho người đến sau. Và với những cái tín hiệu như hiện tại ở đây thì khả năng trong nhịp này thì FRT sẽ đánh lên khoảng vùng 25 đến khoảng vùng 26. Sẽ đánh lên khoảng vùng 25 26. Tuy nhiên, các cái điểm mua thời điểm hiện tại thì Hùng không khuyến nghị nữa, bởi vì
cái tỷ lệ giữa lợi nhuận và rủi ro đã đi về rất là thấp, mà may thì chúng ta ăn được, không may thì chúng ta sẽ ăn sả. Cổ phiếu Bacona là mã cổ phiếu Mường Lê đã có những cái phân tích định lượng sớm ở trên room 13 giờ một ngày 3 ngày đây. Trong cái bản tin phân tích view các cái mã cổ phiếu có thể đánh được 5 ngày trước, đây các anh chị, 5 ngày trước thì cũng có đề cập đến mã cổ phiếu DTD, TCH này, Bacona. Đây. Thì Bacona thì Hùng Lê có đánh giá là chạm vùng 12 thì cổ phiếu sẽ chỉnh, và chỉnh những cái điểm chỉnh thì sẽ trả cung về vùng 11, không gãy thì chúng ta có thể cân hàng. Thì các anh chị có hỏi Hùng là cân hàng là gì thì hiểu nôm na đó là mua hàng. Rồi Hùng có cập nhật ACV, AST, BSC, BMI, C69, nói chung khá là nhiều, Đạm Phú Mỹ, Vimadet, HX, EGC, Lộc Trời, Oi, SBT, NAF. Và Hùng Lê cũng đã có những cái khuyến nghị đó là trong cái giai đoạn này thì chúng ta cũng thận trọng và hạn chế cái cơ cấu hàng mới, và nếu có thì sẽ ở một cái tỷ lệ 50-50, tức là 50% tiền và 50% hàng, để chúng ta có được những cái đảm bảo về an toàn của tài khoản trong cái tuần vừa qua, tức là trong cái giai đoạn vừa qua. Đó thì Bacona trong 5 ngày trước thì Hùng Lê cũng không nhớ là ngày đâu đó. Thì Hùng Lê có dự báo là khi chạm về vùng 12 thì Bacona sẽ có những cái điểm đạp xuống không gãy vùng 11, thì cái cơ hội mà vượt thoát để đi lên của Bacona sẽ rất là tốt. Và trong cái phiên ngày đúng cái phiên mà rất nhiều những nhà đầu tư hoảng loạn bán ra, đó là Bacona đã nhún về khoảng điểm thấp nhất ở khoảng vùng 11.2, và sau đó thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái vùng mục tiêu của Bacona. Và bản thân Bacona thì Hùng Lê cũng đã khuyến nghị chúng ta đầu tư trong team, bởi vì những cái tín hiệu hiện tại tích cực của Bacona khá là tốt rồi. Ở phiên ngày hôm nay, những cái mã cổ những cái tài khoản mà có vị thế Bacona rồi thì phiên ngày hôm nay là gần như đã mua 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 tăng tỷ trọng ở trong phiên ngày hôm nay. Mục tiêu ngắn của Bacona có thể đánh chạm vùng 15, mạnh hơn thì sẽ ở khoảng vùng 16. Nhịp này thì Bacona đánh như vậy là cũng là tương đối rồi. Từ vùng 10 lên vùng 15 như vậy là cũng tăng được 50% tài khoản, đúng không ạ? Đây từ vùng 10. Nhưng mà chúng ta chỉ ăn được khúc ở vùng 11 thôi, ở vùng 11.2 này thôi. Lên đến 15 thì nói chung là nó chỉ được khoảng tầm 4.000 trên một cổ phiếu. Đó, thì như vậy cũng là khá là tốt rồi, 4 trên 11, các anh chị có thể cân nhắc. Ok, thêm một số các cái nhóm ngành khác thì chúng ta sẽ nói đến nhóm ngành cao su. Cao su thì cũng sẽ có phân tích mã cổ phiếu DRC. DRC hiện tại đó rất là ổn áp luôn. Sau một nhịp đánh dẫn lên thì chúng ta có những cái điểm trả cung ở khoảng vùng 17.5 đến vùng 18, vùng tích lũy cấp 2. Theo lý thuyết O'Neil đúng không ạ? Tích lũy cấp 2 xong thì sẽ có những cái điểm cầu cung cầu trở lại, và mục tiêu của DRC thì hiện tại không có gì thay đổi, đó là có thể đánh chạm vùng 22, và mạnh hơn thì có thể kéo đến vùng 23, 24, nhưng mà chúng ta kỳ vọng ở cái mốc 22. PHR có nên chăng ở trong cái thời điểm hiện tại là chúng ta có tính toán được một cái tọa độ của một cái sóng dài hay không? Thì bản thân PHR cũng đã có một cái điểm chỉnh từ vùng 70 và rơi về vùng 35, tức là mất khoảng tầm 30% về tỷ giá. Và khi về đến vùng 35 thì một cái mô hình trong phân tích kỹ thuật khá là kinh điển là mô hình V kép. Thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là đây là cái mô hình V kép mà tạo lập của PHR đang vẽ rất đẹp. Nó có thành hiện thực hay không thì chúng ta sẽ chờ. Tức là sau một cái nhịp chỉnh giảm dài đúng không ạ? Đây. Tạo đáy V kép thứ nhất ở vùng 33, kéo lên cái vùng nhịp này là vùng 48 49 thì Hùng đã phân tích ở nhịp này. Sau đó chỉnh giảm thì chúng ta lại chạm về, nó lại chạm về vùng 33 và hiện tại đang hình thành nên một cái mô hình ở đây. Đó thì cái mô hình V kép này là cái mô hình rất là kinh điển ở trong cái phân tích kỹ thuật, và ở cái thời điểm hiện tại thì Hùng Lê đang nhìn thấy là sau cái nhịp chỉnh giảm này thì PHR không gãy 40. Không gãy 40 tức là cái biên trên của cái vùng tích lũy dài ở đây không gãy 40 và đang có những nhịp vượt thoát đi lên, và trong hai phiên kết tuần thì cũng đang sell rất là sát cái mã cổ phiếu này ở khoảng vùng 41.8. Thì với những cái tài khoản mà chúng ta đang cân nhắc để chúng ta mua PHR thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn ở ở những cái vùng quanh 41.5 này, 41.8 này. Đó để chúng ta mua, và với một mục tiêu là sẽ đánh lại ở vùng
đánh lại ở vùng 49, 49 đến vùng 50. Nhưng cái mục tiêu của ông Lê kỳ vọng lớn hơn đó là sau một cái hình thành cái mô hình đáy VKF này thì nó sẽ oặn oặn mình ở đây, tức là sau khi đánh lên nó sẽ kéo lên vùng năm qua 50 và chỉnh giảm một tí nhẹ nhẹ lại về vùng 48 và sau đó thì kéo vút lên. Thì cái điểm kéo vút lên ở đằng sau này mới là cái điểm mà chúng ta kỳ vọng lớn, còn những cái điểm ở đây nó chỉ mang cái tính chất chúng ta gom đó để chúng ta đánh một cái nhịp ngắn này. Và đây là một cái mô hình mà khá là kinh điển trong phân tích kỹ thuật, thì ông Lê đang kỳ vọng PHR sẽ có một cái nhịp đánh như vậy. GVR cũng là cái mã cổ phiếu mà rất nhiều anh chị của chúng ta cũng đang cầm. Thì bản thân GVR Hùng đã có cái phân tích về định lượng cái vùng giá 10, vừa xin lỗi cả nhà, 11 là cái vùng kháng cự mạnh. Thì khi về 11 thì cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm trả cung về khoảng vùng 10, nhưng trên thực tế là GVR đã trả về vùng 9.5. Thì bản thân vùng 9.5 này thì Hùng Lê bây giờ là chúng ta sẽ phải có những cái định lượng ở đây. Nếu như cái vùng 9.5 này mà gãy thì GVR sẽ có xu hướng trả về nền ngay anh chị nhé. Và xu hướng hiện tại thì Hùng đang thiên về kịch bản là cái mốc 9.5 này khả năng khó giữ. Khó giữ, còn nếu không thì nó sẽ có một cái nhịp kéo kỹ thuật nho nhỏ lên ở đây, rồi nó sẽ đạp lại kiểu này. Tức là GVR là vùng 11 là Hùng đã khuyến nghị chúng ta chốt rồi, và nên chốt ở vùng này nó là đẹp nhất, thoát hàng rất là an toàn. Ship, ta phân tích ship một tí. Đối với ship thì đây chúng ta nhìn thấy là ship đã có một cái nhịp chỉnh giảm dài. Và tại sao cái thời điểm này thì Hùng lại quan tâm lại đến ship? Và khi mà cổ phiếu này đánh chạm ở đây là vùng 80 thì Hùng đã có những cái dự báo là ship sẽ có những cái điểm đánh trả lại về vùng 70. Đó, các anh chị nhìn thấy không ạ? Về vùng 70 thì này, trong tuần này, phiên này là đâu ạ? Phiên này là về chạm sâu nhất ở vùng 71 đó. Vậy thì khi chúng ta dò tìm mục tiêu là gì? Chúng ta dò tìm những cái điểm này để chúng ta có được những cái giá vốn tốt. Tại sao chúng ta phải mua ở trên vùng 80 đúng không ạ? Chúng ta chờ đó, vùng 71 này, cực đẹp luôn. 70 đó. Và khi các anh chị xem những cái bản tin clip của ông Lê thì khả năng là các anh chị cũng sẽ có những cái góc nhìn tốt hơn. Còn nếu mà ai mà cảm thấy không phù hợp, ok, chúng ta đi tìm người khác. Tại sao chúng ta lại phải phải suy xét nhau, chúng ta phải 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 giày vò nhau làm gì ạ? Không yêu nhau thì đi tìm chỗ khác. Đó. Vui vẻ với nhau có phải hơn không? Đó, không có gì phải phải phức tạp cả, vấn đề lên cả. Chỗ nào tốt thì chúng ta chơi, chỗ nào không tốt thì chúng ta đi. Đấy là quan điểm của Hùng Lê. Ok, nhóm ngành khu nghiệp nhé, Hùng sẽ đảo qua một số mã, bởi vì là nhóm ngành khu nghiệp hiện tại thì cũng đang có một số mã là khá là ok rồi. Đó, bản thân SZL thì Hùng Lê đã dò tìm một cái vùng giá mục tiêu đây cho các anh chị, đó là khoảng vùng 33.5. Thì trong tuần đây các anh chị đó lên rồi xong đó thì đạp này, đúng không ạ? Đạp này thì cái cây nến này, đây cây nến này nếu như chúng ta chịu khó sâu nhất, thấp nhất ở vùng 30 30 mấy ta? 34. Trong khi Hùng dự báo là 33.5 đấy, cách có 0,3 line à 0,5 line. Đó, thì khi mà chúng ta có được những cái góc nhìn như vậy thì rõ ràng những cái điểm mua của chúng ta nó sẽ rất là đẹp ở đây đó, vùng 33.5, vùng 34. Và với một cái mục tiêu là khi cổ phiếu chạm về vùng này không gãy, mục tiêu của SSL 45 không có gì thay đổi. Ok, Hùng view lại thôi, những cái kịch bản đấy đã có từ tuần trước rồi. D2D, D2D thì mục tiêu là gì? Mục tiêu là đánh chạm vùng 60 và điểm hỗ trợ kỹ thuật không gãy đó là vùng 50. Trong tuần thì có điểm chạm về vùng 50, sau đó bật lên vùng 52. D2D thì không đẹp, không 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 khuyến nghị đầu tư, chỉ view thôi. Tip đây này, tip này mới hình như là mới khuyến nghị đầu tư này. Đấy, tip mới là khuyến nghị đầu tư này. Tip thì chúng ta nhìn thấy rằng đây, tạo lập của tip bên này con dốc rất là hung hãn đúng không ạ? Đánh tưng bừng luôn. Thì bên này chúng ta cũng bắt đầu quan tâm trở lại. Thì cái vùng vùng tạo đáy, tạo tạm gọi là tạo đáy đi, tạo đáy ngắn hạn ở đây là khoảng vùng 14. Sau đó thì tiếp đánh lên. Đánh lên thì Hùng đã tìm dò tìm cho các anh chị đó những cái vùng giá mục tiêu trả của tiếp ở khoảng vùng 15 đến vùng 15.2. Các anh chị thấy chưa? Trong phiên này trả luôn vùng 10, thậm chí là vùng bao nhiêu đây?
14.8 đó, có những cái giá rất là thấp, chúng ta không phải mua ở những cái giá trên chóp này làm cái gì cả. Tức là bao giờ cũng thế, đánh lên xong đấy nó sẽ trả lại cung, nó trả lại đây. Thì mục tiêu của Hùng đó là tip sẽ gom ở khoảng vùng 15 đến vùng 15.2. Đây, vùng này. Đẹp luôn cho các anh chị đây. Thậm chí là đúng là 14.8 thì là chuẩn nhất, tại vì là tuần trước thì Hùng phân tích nhanh nên là Hùng cũng không có 15.2. Hùng không có vẽ, chứ thực ra vẽ như thế này mới là chuẩn đó. Đây là cái vùng giá mục tiêu của tip, và mục tiêu thì đầu tiên sẽ đánh chạm vùng 20. Nhìn ngắn ngắn thế này thôi nhưng mà cũng lợi nhuận cũng tương đối. Và khi đánh chạm đến vùng 20 thì có hay không một con sóng ở trên tầng mây trên này, thì con sóng trên tầng mây này thì chúng ta sẽ chờ. Ta không nói trước. Đấy là quan điểm của ông Lê. Khi nào vượt thoát được vùng 20, khi nào có những cái tín hiệu kỹ thuật giúp cho chúng ta nhận diện được rằng là tiếp sẽ đánh tiếp, thì khi đó chúng ta sẽ nói tiếp câu chuyện. ITA ở vùng mục vùng hỗ trợ ở vùng 2. Đó, các anh chị xem lại trong những cái bản tin phân tích đầu cơ, và trong cái thời điểm hiện tại thì ITA cũng đang rất là đẹp rồi. Những cái phiên sau khi mà đánh lên như thế này, đó là mục tiêu từ vùng 2 đánh chạm vùng 2.5. Đánh chạm vùng 2.5, và khi chạm 2.5 xong thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm test test lại cung ở cái biên trên, đó là biên vùng 2.15. Thì trong phiên ngày hôm nay ITA đã trả về cung 2.15 rất là đẹp và có một cái lực cầu kéo lên. Thì lực cầu kéo lên này thì sẽ giúp ITA công lại ở vùng 2.5. Sau khi công lại ở vùng 2.5 có vượt thoát được thành công hay không, và chúng ta kỳ vọng một cái sóng, đó là cái sóng ở bên này mới là sóng đẹp. Đó, đánh từ vùng 2.2, 2.5 ở bên này để đi lên những cái vùng ở trên này thì ông Lê sẽ tiếp tục phân tích. Đó, chúng ta cứ bình tĩnh từ từ. Hàng tuần sẽ có và hàng ngày sẽ có ở trên kênh và trên team Zalo. KBC cũng là một cái mã cổ phiếu rất là đẹp trong thời điểm hiện tại. Ở nhóm ngành khu công nghiệp thì hiện tại là đang có những cái thông tin được hưởng lợi từ cái việc là khả năng là cái làn sóng di cư ở nguồn đầu tư FDI từ từ Anh, Trung Quốc sẽ đổ về Việt Nam. Bởi vì Việt Nam của chúng ta thì các anh chị có thể thấy là tại sao trong cái mùa dịch Covid là chúng ta phải có một cái bệnh nhân mà không không cho chết, đấy là phi công của nước nào đó, tức là bị đông đông máu, rồi chúng ta phải làm bằng mọi biện pháp để chúng ta nhập các cái gọi là các cái thiết bị tối tân, rồi các cái thuốc để làm sao để chúng ta cứu người, tức là với mục tiêu cố gắng của chính phủ là chúng ta không để chết người. Thì mục tiêu đó để làm gì? Để thứ nhất là về mặt chính trị là chúng ta thấy rằng Việt Nam rất là giỏi, đúng không ạ? Văn minh, lịch sự, rồi con người thân thiện, happy, như vậy là ok. Các anh Mỹ là chuyển sang Việt Nam để chúng ta đầu tư, và khi cái làn vốn làn sóng FDI chuyển về Việt Nam thì cái nhóm ngành được hưởng lợi nhiều nhất đó là nhóm khu công nghiệp. Thì KBC sau một cái nhịp đánh dẫn xuống vùng 10 và bắt đầu đi lên thì Hùng đang dò tìm ở một cái biên tích lũy của nó khoảng vùng 11.5 đến vùng 12. Về cơ bản thì KBC cũng chưa có gì phải vội vàng cả, các anh chị cứ 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 dò tìm cho Hùng cái vùng mục tiêu và cái vùng giá đẹp nhất ở khoảng vùng 11.7. Đó, cái vùng giá mua là vùng đẹp nhất ở khoảng vùng 11.7. Những anh chị nào mà đang có ý định cân nhắc để mua KBC, chúng ta sẽ canh ở vùng này rất là đẹp. Vùng này cái biên tích lũy của KBC ở khoảng vùng 11.5 đến vùng 12 mà không gãy thì cơ bản là chúng ta sẽ có được một cái sóng đi tiếp theo. Sẽ chạm lại khoảng vùng giá 14. Đó, ok. Hùng sẽ phân tích nhanh thêm một cái mã cổ phiếu nữa, đó là cái nhóm của ngành Viettel. Viettel chúng ta phân tích mã cổ phiếu VGI. VGI hiện tại đang rất là đẹp sau những cái nhịp VGI. VGI đang rất là đẹp sau một cái nhịp mà chúng ta sau một cái nhịp mà chúng ta đây có những cái nhịp mà chúng ta test cung ở khoảng vùng giá 24, đó là cái vùng mà sau khi mà VGI đánh chạm vùng 27 28 thì có những test cung vùng 24. Vùng này không gãy thì mục tiêu tiếp theo vẫn không có gì thay đổi, đó là đánh chạm vùng 30, và sau khi chạm vùng 30 thì có một cái nhịp chỉnh kỹ thuật. Sau cái nhịp chỉnh kỹ thuật này thì có hay không một cái con sóng mà VGI đánh vượt thoát vùng 30 để đi về ở bên này thì Hùng Lê sẽ tiếp tục có những cái phân tích định lượng, tức là khi chúng ta có những cái dấu hiệu và có những cái cơ sở định lượng thì chúng ta mới có phân tích. Rồi, ok.
Như vậy là Hùng Lê vừa cùng với tất cả những anh chị em của chúng ta đã đi phân tích ở view lại tổng quan thị trường về các nhóm ngành, thì về cơ bản là có một cái điểm chốt đầu tiên, đó là khi VN Index chạm vùng 750 điểm, 750 điểm, và thậm chí là Hùng Lê dự báo ở vùng 740 đến 750 điểm, thì tất cả, gần như tất cả các mã cổ phiếu, các nhóm ngành đều đã chạm những cái vùng hỗ trợ rất là đẹp. Đấy là cái điểm mấu chốt thứ nhất. Cái điểm mấu chốt thứ hai là chúng ta nhìn thấy là trong hai cái phiên phân phối mạnh, tức là phiên chốt hàng mạnh, thì đặc điểm là khi hàng đã phân phối xong thì hai phiên kết tuần, tức là phiên ngày thứ năm và phiên ngày thứ sáu, thì lượng hàng lại ra rất là chậm rãi. Đó thì có thể là tạo lập đang 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 chưa muốn đánh thị trường xuống. Chính vì vậy nên là vẫn còn đâu đó một cái nhịp kéo, vẫn còn đâu đó một nhịp kéo, và khi bản thân thì nhịp kéo này nó đã xuất hiện khi mà VN Index của chúng ta chạm vùng 740 đến vùng 750 điểm. Thì kịch bản trong tuần tới của VN Index thì Hùng Lê dự báo là VN Index của chúng ta sẽ đi tích lũy biên thôi, và cái động lực để mà tăng điểm mạnh hay không thì Hùng Lê sẽ cần thêm phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba, thì sau hai cái phiên giao dịch này thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích định lượng ở trên room. Còn về cơ bản là phiên đầu tuần thì VN Index sẽ đi ngang ở quanh cái biên độ hẹp khoảng vùng 700 đây, tức là VN Index sẽ đi đi ngang ở quanh cái biên này, quanh cái biên khoảng 765 điểm, 765 điểm ở phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba, và sau đó thì Hùng Lê sẽ căn cứ cái tình hình thực tế của phiên ngày thứ hai thì chúng ta sẽ có tiếp thêm những cái định lượng. Về hợp đồng phái sinh VN30 F1M thì về cơ bản là cái cầu long đấy, Hùng Lê đã có phân tích ở vùng 660. Khi trong cái phiên ngày thứ tư là cái phiên mà rất là hoảng loạn, thì tại thời điểm đó thì Hùng Lê đã chỉnh đốn ngay về cái việc là phái sinh, thì phái sinh sẽ có xuất hiện cái cầu long từ vùng 660 điểm, bởi vì Hùng Lê nhận thấy là cái vùng này cũng là cái vùng hỗ trợ của phái sinh. Thì trên thực tế là phái sinh đã long từ vùng 660 điểm và đến kết tuần là chạm vùng 679 điểm, tức là tăng được khoảng tầm 20 điểm, 20 điểm hay 37 điểm nhỉ, hơi ngu học một tí đó. Và sau đó thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì ông Lê cũng hoàn toàn kỳ vọng là tuần tới thì phái sinh có thể công lại, tức là sẽ đạt lại khoảng vùng 715 điểm ở trong tuần, và chúng ta sẽ có những cái phân tích chi tiết và chuyên sâu. Còn đối với VN30, VN30 thì cũng khá là đẹp trong một cái điểm chỉnh giảm ở trong phiên ngày thứ tư, chính là thời điểm Hùng Lê Hùng Lê nhận thấy các cái tín hiệu kỹ thuật gần như đã đạt được độ chín, đó là đạt đến cái vùng hỗ trợ, thì VN30 đã có một cây nến rút chân lên rất là đẹp, và cơ bản thì lại tiệm cận lại ở vùng 730. Thì về chính vì cái xu hướng thị trường trong tuần tới nó cũng khá là khó lường nên Hùng sẽ cần thêm phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba. Về cơ bản thì khả năng là VN30 sẽ đạt được lại vùng 730, thậm chí mạnh hơn ở khoảng vùng 735 điểm, 735 điểm, tức là cái điểm cao nhất của trong trong tuần trước ở đây, và sau đó thì chúng ta sẽ có tiếp tục có những cái định lượng tiếp theo. Về cơ bản là các anh chị trong 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 những cái dòng comment thì có hỏi Hùng Lê là bằng cách nào để chúng ta tham gia room, bằng cách nào để chúng ta tham gia team. Thì ở đây là có một cái link đăng ký T0, thì Hùng Lê hiện tại bây giờ chúng ta có bốn bốn nhóm, thì cái nhóm T0 này là cái nhóm mà các anh chị có thể hoàn toàn tham gia. Hùng Lê đang mở, và trên cái nhóm đó thì trên cái nhóm đó thì hàng khi mà có những cái bản tin phân tích tuần thì Hùng Lê sẽ chia sẻ lên đây, và hiện tại thì các anh chị cũng có nhiều anh chị là có trao đổi đó, có trao đổi ở trên cái team này, thì team này là đang hoàn toàn miễn phí thì các anh chị có thể đăng nhập để vào. Cái team thứ hai nữa là team VPS CSN01, thì team này là Hùng Lê có một yêu cầu cao hơn, đó là trong cái team này thì sẽ có những bản tin phân tích định lượng và có những cái hỏi đáp về thị trường, có những cái hỏi đáp về thị trường, thì trong cái team này thì chỉ có những cái tài khoản mà thuộc thuộc nhà đầu tư đó, thuộc nhà đầu tư của Hùng Lê, thì Hùng Lê sẽ team của Hùng Lê thì chúng ta mới có được tham gia. Và thêm một cái team thứ ba nữa, đó là team nhận định không chat, thì cái team này thì Hùng Lê đang set up, tức là
Team này và team CSNO01 bản chất nó là một, nhưng mà tất cả những cái khuyến nghị của ông Lê thì nó sẽ chỉ nằm ở trên này, và trên team này thì không ai được chat cả. Trên team này thì chỉ có admin được chat và sẽ nhận tất cả những cái phân tích định lượng của ông Lê. Thì như vậy nó sẽ rất là khoa học, bởi vì tránh cái trường hợp là nó sẽ bị trôi tin, nó sẽ bị trôi tin đó. Và một cái team thứ tư nữa đó là team để gọi là nhận lệnh phái sinh. Thì đây là một cái team là gọi là team rung lệnh đó. Đối với những anh chị mà chúng ta đánh phái sinh đó, thì chúng ta sẽ xem những cái tín hiệu long hoặc là short ở trên trên room này đó. Ví dụ như là hôm nay 13 giờ 56 thì có long ở vùng 683 và kết phiên thì đạt được cái target 5 ở 696 đó đó. Đó thì như vậy là cái trên cái room lệnh này là cũng không được chat, và các anh chị của chúng ta chỉ nhận lệnh, nó chỉ nhận lệnh của admin nó, thì cũng rất là khoa học. Thì khi mà các anh chị về đồng hành cùng với team của ông Lê thì chúng ta sẽ được tham gia những cái team như vậy, để chúng ta có được những cái góc nhìn, có được những cái hỗ trợ tốt hơn trong cái quá trình mà chúng ta phân tích giao dịch và chúng ta đầu tư. Thì vẫn một câu nói rất vui và chia sẻ với tất cả những anh chị em đã cùng đồng hành cùng với Hùng Lê trong vòng 100 bản tin vừa qua, đó là gì? Chúng ta xem những cái phân tích của ông Lê để có thêm những cái định lượng trong cái quá trình chúng ta giao dịch. Nó hay, nó tốt thì chúng ta ghi lại, những cái gì không hay, không tốt thì chúng ta bỏ qua. Những cái gì mà chúng ta thấy không phù hợp thì chúng ta đi tìm chỗ khác. Đó, chúng ta Hùng Lê không ép các anh chị phải xem, đúng không ạ? Vì vậy nên là chúng ta đừng có phán xét nhau, đừng có là comment thế này thế kia, Hùng Lê không có thích. Đó. Nhà đầu tư thông minh là nhà đầu tư sẽ đi tìm cho mình được những cái nền tảng kiến thức tốt nhất ở trên thị trường, bởi vì chúng ta có tri thức, chúng ta có công nghệ thì chúng ta sẽ đi tìm kiếm những cái thứ đó. Ok, bản tin tuần này đến đây hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các cái bản tin tiếp theo. Tất cả những mã cổ phiếu nào mà các anh chị chưa được phân tích ở trên bản tin, các anh chị vui lòng comment ở dưới các bản tin hàng tuần để Hùng Lê sẽ thu xếp thời gian sớm nhất trả lời các anh chị trước những cái phiên giao dịch khi mà các anh chị up câu hỏi lên. Thân ái chào tạm biệt.